tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 91, thư hàng được tiền bối yêu thích. Khí huyết đan, đó là loại đan dược dùng những dược liệu cực kỳ quý giá luyện thành, không giống với loại dược dịch hối thể dịch kia, nó chính là đan dược nhất phẩm thật sự. Cho dù là loại có phẩm chất tệ lậu nhất đi chăng nữa, sau khi dùng một viên xong thì có thể hoàn toàn khôi phục giá trị khí huyết của tu sĩ cơ bản kỳ như thư hàng hắn có thể không bị thời gian hạn chế, trong một ngày có thể tu luyện kim cương căn bản quyền pháp vô số lần. Đây là loại đan dược có thể giúp cho người ta sớm ngày luyện xong cơ bản, vô cùng quý giá. Sau khi trải qua chuyện của tên đàn chủ kia xong thì Tống Thư Hàng biết rõ sự quý giá của đan dược trong giới tu sĩ, cái gã đàn ông tay dài kia chỉ vì một chút thối thể dịch mà tên đàn chủ chia cho hắn mà đã nguyện bán mạng. Cuống hồ gì là loại đan dược chân chính thế này? Hơn nữa, ngoại trừ đan dược ra thì còn có công pháp tu chân quý giá hơn nữa. Không thể nào không động lòng. Tống Thư Hàng cảm thán, nhưng vì cái quần gì, hắn cứ cảm giác bác Hà Tán Nhân đang lừa hắn thế này. Loại dự cảm này mãnh liệt đến mức khiến hắn không thể nào gạt bỏ được. Để mình suy nghĩ thật kỹ đã, rốt cuộc trong nhóm có vị tiền bối nào rãnh rỗi đến mức muốn học lái xe nhỉ? Chắc không phải là mấy vị thường xuyên xuất hiện rồi, mấy vị hay ngoi lên nói chuyện đã sớm dung nhập vào xã hội hiện đại rồi, có muốn học lái xe cũng không cần tống thư hàng giúp. Phù hợp với yêu cầu thế này chỉ có mấy vị tiền bối đã bế quan hơn trăm năm sắp đến lúc xuất quan, nhưng hoàn toàn không biết gì về xã hội hiện đại. Trong nhóm có vị tiền bối nào sắp xuất quan à? Trong đầu tống thư hàng chợt lóe lên linh quang. Bạch chân Quân. Hắn gõ ra mấy chữ này gửi vào nhóm. bắc Hà Tán nhân khựng lại, có chút xấu hổ. Hoa ha ha, thư hàng tiểu hữu cũng biết bạch chân quân à. Là lần trước thấy chúng ta nói chuyện với nhau chứ gì. Chỉ mới nói sơ qua có một chút thôi mà ngươi đã lập tức đoán ra bạch chân quân rồi, thư hàng tiểu hữu thật đúng là thông minh nhạy bén hơn người. Audio điện tử võ tấn bền Tiếp theo bác Hà Tán Nhân lại nói Khổ, đúng vậy, chính là bạch chân quân sắp xuất quan rồi, bạch chân quân luôn thấy hứng thú với mấy món đổ máy móc này trước kia đã từng nghiên cứu qua ngựa gỗ, cơ quan rồng, khôi lỗi thần thú. Đủ loại rồi, cho nên xe hơi cũng được, máy bay cũng tốt, nếu như hắn mà xuất quan thì nhất định sẽ muốn nghiên cứu mấy thứ này. Cho nên đây là một cơ hội tốt đấy. Bạch chân quân ra tay đều rất hậu hĩnh, những bảo vật do hắn đưa ra vô cùng có lợi cho thư hàng tiểu hữu người đấy. Ngoài ra ta cũng đề nghị nếu như thư hàng tiểu hữu rảnh rỗi thì thuận tiện học luôn cả bằng lái máy bay đi, có lợi lắm đấy cứ yên tâm đi, nếu như ngươi mà muốn học lấy bằng lái máy bay thì ta có thể giúp ngươi một tay, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn nhất là có thể lấy được bằng ngay. Bác Hà Tán Nhân cứ nói mãi không ngừng, chỉ là kỹ thuật tổ lái kém quá nên lái khét lẹt. Tống Thư Hàng trực tiếp kéo chủ đề quay lại. Bằng lái máy bay đó để sau hãng nói đi đã. Bác Hà tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Tại sao các người nhìn qua có vẻ như rất sợ bạch chân quân vậy? nếu như ta đồng ý đi đón Bạch chân Quân thì ít nhiều gì các ngài cũng phải lấy chút thành ý ra cho tôi xem chứ nhỉ. Thư hàng tiểu hữu người nói thế là sai rồi. Bắc Hà Tán nhân nghĩa chính ngôn từ. Tất cả bọn ta không có bất kỳ người nào sợ Bạch chân Quân cả. Ngược lại là đằng khác, bọn ta luôn cực kỳ yêu kính Bạch chân Quân. Còn lý do vì sao ta lại trốn tránh thì đấy là chuyện khá riêng tư, khó mà nói rõ được. Nhưng ta dùng cái đạo hiệu Bắc Hà này cam đoan với ngươi, Bạch Trân Quân là một vị tiền bối cực kỳ dễ gần lại tốt bụng nữa, mặc dù thi thoảng sẽ ngẩn người trầm tư, nhưng hắn rất thích dìu dắt hậu bối. Cái biệt danh Bạch Trân Quân ra tay xa xỉ cũng không phải nói xuông thôi đâu. Thế thì rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Câu này nghẹn lại ở cổ họng của Tống Thư Hàng mãi mà không phun ra được. Thư Hàng lại hỏi, vậy thì tam lãng tiền bối cũng có lý do riêng khó mà mở miệng à? Cuồng đao tam lãng lập tức trồi lên đáp. Đúng vậy, bởi vì đấy cũng là mấy lý do cá nhân không tiện nói với người ngoài. Nhưng Bạch Chân Quân thật sự là một vị tiền bối chuẩn mực, đáng để cánh hậu bối chúng ta kính yêu. Điểm này ta cũng có thể dùng đạo hiệu Cuồng Đao Tam Lãng của mình để cam đoan. Nói thật nhé, các tiền bối càng như thế thì trong lòng ta càng thấy không dám đấy. Tống thư Hàng nói: "Bắc Hà tán nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, bất quá" nếu như Bạch Trân Quân là một vị tiền bối như các ngài đã nói thì ta không có lý do nào lại đi từ chối nhiệm vụ này được. Cho dù biết rõ có thể là Bắc Hà Tán Nhân đang lừa hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt xuôi theo mà thôi. Khí huyết đan, đây là thứ hắn không cách nào từ chối được. Bỏ lỡ cơ hội này rồi thì không biết hắn phải tốn bao nhiêu năm nữa mới tìm được một viên khí huyết đan. Hắn cũng đâu có ngu, huyết khí đan đã sắp đến tay rồi mà còn không thèm, lẽ nào còn định vất vả mấy năm nữa họa may mới nhận được bắc hà tán nhân gửi một ngón tay cái lên thư hàng tiểu hữu ta rất thích dạng người thông minh và lý trí như ngươi cuồng đao tam lãng theo sát thư hàng tiểu hữu à lãng mỗ đây cũng rất thích ngươi đồng quái tiên sư ngoi lên thư hàng tiểu hữu bản thiên sư cũng thích ngươi lắm đấy phủ chủ thất sinh phù thư hàng tiểu hữu bản tọa thích ngươi lắm túy nguyệt cư sĩ cùng thích, cùng thích hết. sược sư, thích. vân du tăng thông huyền ngoi lên, lặng lẽ gửi cho hắn một cái ai cần dơ ngón tay cái. linh diệp đảo vũ nhu tử xuất hiện, gửi một cái ai cần cười đáng yêu. tuy rằng ta không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bất quá từ khi gặp đến nay ta vẫn luôn rất thích tống tiền bối. ôi mẹ ơi, hóa tất cả mọi người đều đang im ỉm chờ coi trò hay, thấy mình mới vừa vào chồng thì bọn họ lập tức nhào ra bày tỏ tống thư hàng cảm giác có lẽ lần này mình bị lừa thảm rồi ôm mặt nếu như bây giờ mình đổi ý thì có còn kịp không nếu như đổi ý thì có bị mấy vị tiền bối này chém chết không thư sơn áp lực đại bắc hà tiền bối nếu như bây giờ ta đổi ý thì sao bắc hà tán nhân gửi một cái ai cần cười thảo mai không nói gì hết cuồng đao tam lãng cũng gửi một cái ai cần cười thảo mai y hệt đồng quái tiên sư gửi thêm một nụ cười bẽn lẽn phù chủ thất sinh phù gửi một cái ai cần cười đều. Trong nhóm cửu châu số một giữ nguyên đội hình gửi một loại ai cần đủ loại cười. Tống Thư Hàng yên lặng tắt điện thoại, không nhắc đến hai chữ đổi ý nữa. Thật là bất hạnh mà. Khi một người cảm thấy bản thân mình bất hạnh thì chuyện bất hạnh thật sự sẽ tìm tới tận cửa. Tống Thư Hàng vừa mới đặt điện thoại di động xuống thì chuông điện thoại lại reo lên. Ai gọi đến thế này? Tống thư Hàng mở điện thoại lên xem thì phát hiện ba chữ "Triệu Nhã Nhã" thật to trên màn hình. Sao chị Nhã Nhã lại gọi cho mình làm gì nhỉ? Không phải là để rủ mình đi ăn cơm chung đấy chứ? Ngón tay hắn lướt nhẹ một đường trên màn hình để nghe máy. "Alo, có chuyện gì thế chị?" Thư Hàng nói với giọng điệu khá nhẹ nhàng. "Đang ở đâu đấy?" Giọng nói ngọt ngào của Triệu Nhã Nhã truyền đến. "Chết, tình hình không ổn." giọng của triệu nhã nhã có vẻ bén nhọn hơn so với bình thường một chút điều này chứng tỏ bây giờ chị ấy đang rất tức giận không phải là bị đứa nào trong trường chiêu chọc đấy chứ đang trên tàu trở về trường đây lúc nãy em có việc phải ra ngoài một lúc đang đi về chừng nửa giờ nữa là về tới rồi tống thư hàng đáp về cũng nhanh đấy triệu nhã nhã thản nhiên nói nghe nói em ngàn dặm xa xôi chạy đến tiệm thảo dược viên long để mua mấy loại dược liệu quý hiếm gì đấy à ha ha ha, sao chị biết thế? Tống Thư Hàng lau mồ hôi trên chán. Đánh Dương Đức nghe được đấy. Triệu nhã nhã trả lời. Là, đánh, sau đó, nghe, được. Dương Đức ơi là Dương Đức, mày không sao chứ, mày đừng có chết nha. Thanh âm của Triệu nhã nhã lại vang lên lần nữa. Nói thật cho chị biết đi Thư Hàng, không phải em thật sự có gì đấy chứ. Làm gì có chứ, em khỏe lắm, tuyệt đối không có chuyện gì đâu, thư hàng vội vàng đáp em chỉ đi mua vài loại dược liệu giúp bạn thôi không phải mua cho em đâu hơn nữa em còn chưa đi đến tiệm thuốc đó được nữa trên đường có việc nên em quay về trước vậy là được rồi sau khi về trường học thì gọi điện cho chị chỉ có việc cần tìm em triệu nhã nhã nói xong đã cúp máy không đợi tống thư hàng nói gì cầm điện thoại trên tay triệu nhã nhã nhíu mày trong lòng vô cùng lo lắng lần đầu tiên nhìn thấy cái phương thuốc bổ đông y kỳ lạ trong tay thì cô còn có thể tin là trùng hợp nhưng bây giờ thư hàng lại tiếp xúc với mấy thứ thuốc kỳ lạ nữa sao cô có thể không lo cho được cô nhớ lại bộ dạng của tống thư hàng hôm đó khi đó mặt mày của thư hàng tái mét không có một chút máu căn bản không giống như vì vận động mạnh như hắn đã nói cho dù có chạy marathon xong thì cũng không tới mức mặt mày tái xanh như thế mới đúng chứ không phải là thằng nhóc này bị bệnh gì đó nhưng lại lén giấu người nhà đấy chứ không được, nhất định phải đưa thư hàng đến bệnh viện kiểm tra tổng quát mới được. Lỡ như thư hàng có chuyện gì thì cô phải ăn nói thế nào với mẹ của hắn đây? Trên tàu, tống thư hàng siết chặt điện thoại, toàn thân cứng ngắc. Tiêu rồi, nghe giọng điệu của triệu nhã nhã thì nhất định là chị ấy đã hiểu lầm rồi. Thư hàng nhanh chóng mở điện thoại, vào nhóm cửu châu số 1. chương 92, Validen, Tiền và... Sau khi trở lại đại học Giang Nam thì Tống thư hàng không đến tìm Triệu Nhã Nhã ngay, mà đi đến ngôi nhà 5 tầng do dược sư mua lại kia trước. Bây giờ trong tay hắn vẫn còn đang giữ chiếc vali đen của tên đàn chủ kia đây, rất có thể bên trong chứa bốn loại thuốc hiếm kia. Nếu như để cho Triệu Nhã Nhã phát hiện trong vali chứa mấy loại thuốc này thì Tống thư hàng thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà. Không, có nhảy vào Thái Bình Dương cũng không rửa trôi được. Đến lúc đó khỏi cần nói Triệu Nhã Nhã nhất định sẽ gọi điện thoại cho mẹ Tống, rồi thì ngày mai mẹ Tống sẽ leo lên máy bay tới thẳng đại học Giang Nam. Hơn nữa, có quỷ mới biết là trong vali của đàn chủ còn chứa thêm thứ nào khác kinh khủng hơn, dễ khiến người khác hiểu lầm hơn không? Nếu như không xử lý xong xuôi cái vali này thì sao mà đến gặp Triệu Nhã Nhã được? Vì đã có sẵn chìa khóa cho nên sau khi mở cửa xong thì thư hàng đi thẳng lên tầng 3. Sau đó, hắn phát hiện dược sư đang ngồi sổ một mình trong góc chơi điện thoại không thấy bóng dáng giang tử yên đâu tiền bối có đang bận gì không thư hàng đi đến chỗ dược sư lên tiếng hỏi dò từ khi dược sư đến khu đại học giang nam này xong thì vẫn cặm cụi tìm cách thay đổi thối thể dịch chưa từng thấy hắn rảnh rỗi bao giờ hôm nay hiếm khi thấy được hắn ngồi không như thế ô kìa thư hàng về rồi đấy à dược sư cũng không thèm ngẩn đầu lên, ngón tay nhanh chóng nhấn nhấn quét quét trên màn hình. Chơi gì thế? Thư hàng đi qua nhìn thử. Sau đó, hắn dùng mình. Dược sư cư nhiên đang đi ăn trộm ở nông trại của người ta, lúc hắn kéo bảng danh sách những thứ trộm được ra, thư hàng còn có thể thấy một loạt mấy cái tên như Hoàng Sơn Trân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử, Vân Du Tăng Thông Huyền. Nói chung đều là những người nhìn khá quen mắt trên nhóm cửu châu số 1 đều là những tiền bối nổi danh. Ngoài ra còn có mấy nhân vật như Tam Hải Ngũ Đảo Chủ, Dương Long Nhị Động Chủ, Thất Tinh Quyền Tông Phó Tông Chủ, vừa nghe liền biết là nhân vật trong giới tu sĩ rồi. Ta nói, gần đây các tiền bối trong giới tu sĩ đều rảnh tới mức này à? Sao ai cũng đi chơi trò ăn trộm trong nông trại để giết thời gian thế này? Đệ tử của các ngươi không khóc ngất trong toilet đúng là may phước. Trưởng môn của các ngươi không khóc ngất trong toilet đúng là may phước. Xong rồi, cái tên Bắc Hà kia còn xài cả phần mềm tự động thu hoạch, nhưng chả được tích sự gì. Lão Phu đã sớm đặt đồng hồ báo thức rồi, cứ vừa đến giờ là có thể trộm sạch nhà hắn. Hắn đúng là ngây thơ thật đấy, tốc độ của phần mềm tự thu hoạch sao có thể nhanh bằng tốc độ gõ tay của Lão Phu. Dược sư còn đắc ý khoe khoang với Tống Thư Hàng. Tiền bối, ta nói này, hay là ngài dùng tốc độ tay này để luyện gõ chứ có được không? Đúng rồi, Thư Hàng, không phải ta nói chứ, người đấy đừng có để dành vàng mãi như một tên thần giữ của như thế, có tiền thì cứ thăng cấp đất trồng đi, có thế thì giao trồng mới mau lớn được. Mài giao không uổng công đốn củi đâu. Dược sư nói lời thắm thiết khuyên ngăn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không biết phải dùng vẻ mặt gì để đáp lời tiền bối nữa rồi. Đúng rồi, người tìm ta có việc gì à? Suốt cuộc dược sư cũng quay lại chuyện chính. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, đặt cái vali đen kia lên bàn trà, nói ta muốn mời tiền bối giúp ta xem thử trong chiếc vali này có bẫy dập gì hay không. Chiếc vali này là ta lấy được từ tay của tên đàn chủ kia sau khi giết chết hắn. Đối phương là quỷ tu tà đạo, ta không dám mở chiếc vali này ra ngay. Người có thể nghĩ được đến thế quả thật rất tốt. Dược sư gật đầu, to gan lại thận trọng, tống thư hàng có được không ít ưu điểm. Chỉ luận tính cách thôi thì quả thật thư hàng rất thích hợp với con đường làm tu sĩ này. Điều đáng tiếc duy nhất chính là tuổi tác có hơi lớn một chút, Tiên thiên chân khí mang ra từ trong bụng mẹ đã sớm tan hết rồi. Nếu như hắn có thể tiếp xúc với giới tu sĩ sớm một chút thì đáng tiếc, trên đời này không có nhiều nếu như thế. Dược sư nhận lấy chiếc vali màu đen kia, tay phải dùng sức ấn mạnh xuống. Đúng là đã được làm chút thủ đoạn, bất quá chút tài mọn ấy không làm khó được ta. Hắn cười hắc hắc, tay phải phát ra chân khí. Tách tách tách, bên trong chiếc vali đen truyền đến tiếng thủy tinh vỡ nứt ẩn ẩn còn có tiếng quỷ kêu la thê lương. Được rồi, có thể mở ra rồi đấy. Dược sư đẩy vali lại cho thư hàng. Thư hàng giơ tay mở chiếc vali đen này ra. Thứ đập vào mắt trước tiên là một mớ tiền được xếp ngay ngắn thành từng sấp, cứ mỗi sấp là 10 vạn, tổng cộng có 7 sấp. Còn có thêm một sấp đã bị rút ra, chắc là đã bị tên đàn chủ kia dùng rồi. Tổng cộng lại có chừng 80 vạn, 80 vạn mà gửi vào ngân hàng có lẽ chỉ là một dãy số, nhưng trồng thành tiền đặt ở trước mặt thì lại khá nhiều tống thư hàng nhìn thấy một đống tiền thì trong lòng lại cảm thấy mất mát hắn cho rằng với thân phận của tên đàn chủ kia thì thứ mang theo bên người ít nhất cũng có thể chứa được một số đồ tốt của giới tu sĩ không ngờ chỉ có một đống tiền hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn tống thư hàng hít sâu một hơi được rồi tiền thì tiền gần đây hắn cũng đang thiếu tiền tiếp theo hắn chuẩn bị đi tìm một phòng tập thể hình ở gần đây còn muốn đi mua vài loại máy tập thể hình. Ngoài ra vì để cam đoan khí huyết của bản thân đầy đủ, việc ăn uống mỗi ngày cũng phải bảo đảm chất lượng. Nghĩ thế thì hình như 80 vạn này cũng không tệ lắm, giống như trong trò chơi vậy, vượt cấp giết quái dù không có trang bị tốt thì nhất định cũng sẽ được đủ vàng. Sược sư cười khẽ, nhắc nhở. Tiểu Hiếu, đừng để bị những thứ tiền tài phàm tục này mê hoặc. Chút tiền lẻ như thế, chờ sau này ngươi luyện cơ bản xong, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu số tiền này chỉ là dùng để che mắt người khác, bảo vật thật sự nằm ở bên dưới, trong ngăn kép của vali ấy. Ngăn kép, Tống Thư Hàng đổ hết tiền trong vali ra, quả nhiên phát hiện bên dưới vali có một ngăn kép, nếu như không nhìn kỹ thì rất dễ bỏ qua nó. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy vui vẻ. Hắn dùng tay kéo ngăn kép đó ra, sau đó lập tức nhìn thấy rất nhiều bình nhỏ, lớn chừng một thỏi kẹo cao su. Tổng cộng có 14 bình nhỏ, chia ra làm hai màu xanh đỏ. Còn có một cái hộp bằng kim loại lớn chừng một quyển sách. Hắn lấy mấy cái bình nhỏ kia ra trước, hỏi: Tiền bối, mấy cái bình này có bị động tay động chân không?" "Yên tâm đi, mấy thứ tạp nham trong vali đều bị ta giải quyết sạch sẽ cả rồi." Dược sư lắc đầu vô cùng ngầu, mấy thứ trang sức nho nhỏ gắn lủng lẳng trên mấy bím tóc dựng ngược của hắn va vào nhau kêu len keng. "Đây là kiểu tóc đáng bị phỉ nhổ cỡ nào." Tống thư hàng căng ra mặt để không phỉ cười trước mặt dược sư nói không chừng dược sư tiền bối rất thích kiểu tóc này, lỡ như mình cười nhạo kiểu tóc này chọc hắn nổi giận thì làm sao bây giờ. Mấy bình màu lam có khá nhiều, tổng cộng có 12 bình. Hắn mở một bình ra nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong chứa một chất lỏng đen xì, cũng bốc lên một mùi hôi thối kinh người. Thối thể dịch. Màu sắc, mùi hôi này chắc chắn chính là thối thể dịch. Dược sư hít thử một cái, đáp. Đúng vậy, hơn nữa còn là thối thể dịch bản cũ chứ không phải bản đơn giản hóa, phẩm chất cũng được. Chờ ngươi tu luyện tròn một tháng, tố chất thân thể được cường hóa tốt hơn rồi thì có thể dùng loại thối thể dịch này. Dược lực của nó mạnh hơn gấp 3 lần so với thối thể dịch bản đơn giản hóa của ngươi bây giờ. Lấy được nó đúng lúc lắm, bác Hà Tiền Bối đã từng nhắc nhở ta, dù toàn bộ dược liệu mà Vũ Nhu Tử đã tặng cho ta có luyện hết thành thối thể dịch thì cũng không đủ cho ta dùng để luyện cơ bản. Bây giờ có thêm số thối thể dịch này, chắc đủ cho ta dùng tới lúc hoàn thành cơ bản chứ. Thư hàng cười nói, thế là đủ rồi, thậm chí còn có thể dư lại một chút. Dược sư trả lời, còn có thể dư lại một chút á, à, đây đúng là tin tốt mà. Sau đó thư hàng lại mở một bình màu đỏ ra. Bên trong bình màu đỏ chứa từng viên từng viên dược hoàn nho nhỏ, tổng cộng có 11 viên. Vừa mới mở ra thì lập tức có dược hương xông vào mũi. Trong bình đỏ khác thì có 15 viên dược hoàn. Tiền bối, đây là đan dược gì? Tống Thư Hàng hỏi. Dược sư hít thử, sau đó vẻ mặt trở nên kỳ quái, đáp. chương 93, tài liệu ngũ hành khế linh đàn. Khí huyết đan. Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng rỡ, đây quả thật là kinh hỉ bất ngờ. Hắn không ngờ mình có thể tìm được khí huyết đan sớm như thế. Trước khi nhận được nhiệm vụ tiếp đái Bạch chân Quân, Tống Thư Hàng thậm chí còn cho rằng với tình hình của mình bây giờ mà muốn có được khí huyết đan thì căn bản là hy vọng xa vời. Vận may không tệ, Sược Sư nói. Lại nói, mới khi nãy Bắc Hà Tán Nhân còn dùng khí huyết đan và công pháp để dụ dỗ Tống Thư Hàng nhận nhiệm vụ tiếp đái Bạch chân Quân, nào ngờ trước mắt một cái thì Tống Thư Hàng đã tự mình tìm được khí huyết đan. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, trong truyền thuyết đều nói người tốt đều sẽ được báo đáp. Toàn bộ nhân phẩm mà tên người tốt tống thư hàng này dành dụng được bao năm rốt cuộc cũng bạo phát triệt để rồi à. Bất quá, thật ra nghĩ kỹ lại thì việc này cũng hợp tình hợp lý cả. Tên đàn chủ bị giết chết là một vị tu sĩ nhị phẩm. Thối thể dịch thì tên đàn chủ đó đã không cần đến nữa làm gì, đó là thứ hắn dùng để ban thưởng cho bọn thủ hạ. Còn khí huyết đan này tuy rằng là đan dược mà tu sĩ nhất phẩm dùng, nhưng cũng có thể khôi phục được phần nào chân khí của tu sĩ nhị phẩm, Đoán chừng tên đàn chủ này là loại nghèo mặt dẹp trong giới tu sĩ, không thể tìm được Hợp Khí đan có giá cả đắt đỏ hơn, chỉ có thể dùng Khí Huyết đan thế vào dùng đỡ. Hơn nữa tên đàn chủ kia khá kỹ tính, những thứ quý giá đối với mình thì hắn đều mang theo bên người. Kết quả lại rơi vào trong tay của Tống thư hàng. Khí Huyết đan, một viên có thể khôi phục một thân khí huyết của ta. Hai bình này có thể dùng được một thời gian ấy nhỉ? Tống thư hàng hỏi. Sược sư gật đầu nói chỉ cần ngươi không tu luyện cả ngày lẫn đêm thì có thể dùng được một thời gian ngắn. Hơn nữa chất lượng của số khí huyết đan này cũng được lắm, mỗi viên có thể cho ngươi dùng được mấy lần. Nếu vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không thiếu khí huyết đan đúng không? Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng ngời. Dược sư tiền bối, ngài cảm thấy bây giờ ta đi nói với bác Hà Tiền là mình từ chối nhiệm vụ tiếp đái bạch chân quân có được không? Ha ha! Dược sư không trả lời, chỉ mỉm cười đầy vẻ hòa ái lẫn quỷ dị. Có câu nói thế nào nhỉ, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ừ, đúng là câu này rồi. Được rồi, ta chỉ đùa mà thôi. Tống thư hàng nhún vai, hai bình khí huyết đan quá ít. Tổng cộng cũng chỉ có 26 viên, có thể chống chọi được đến lúc Bạch chân quân xuất quan hay không cũng là vấn đề. Có chút ít như thế, cùng lắm cũng chỉ có thể khiến cho hắn sớm được thử hiệu quả của khí huyết đan mà thôi. Cuối cùng hắn mở cái hộp kim loại nhỏ kia ra. Thứ có thể được tên đàn chủ kia đặt cùng với thối thể dịch và khí huyết đan thì chắc là sẽ không tệ đâu nhỉ. Cầm cái hộp lên, thư hàng cảm giác cái hộp này nặng trịch, giống như thứ hắn cầm trong tay là một cục sắt thật nặng vậy. Thứ gì đây? Thư hàng tò mò mở cái hộp kim loại này ra. Chỉ thấy bên trong có đặt hai khúc gỗ giống như đã bị đốt trọi, còn có 10 khối đá thủy tinh màu vàng, xanh, đỏ, lam, nâu, một mảnh vải được xếp gọn, hai lọ chất lỏng kỳ lạ. Toàn là mấy thứ thượng vàng hạ cám linh tinh, ngoại trừ mảnh vài kia thì những vật khác đều có hai phần. Đây là thứ do tên đàn chủ kia siêu tầm à, nhìn không ra sở thích của hắn lại nhiều như thế, thứ linh tinh gì cũng có. Tống thư hàng chớp mắt nhìn bên trong. Lôi kích mộc, ngũ hành thạch, pháp bào có khắc trận pháp, quỷ long tiên. Những thứ này không phải đồ bậy bạ gì cả, đều là những thứ được xem là quý giá trong mắt một số tu sĩ đấy. Dược sư mỉm cười giải thích. Bảo vật à, có thể đổi thành khí huyết đan được không? Tống Thư Hàng vui vẻ. Khí huyết đan không chỉ có thể dùng để đẩy nhanh quá trình tạo nền tảng, mà khi ở cảnh giới nhất phẩm còn có thể khôi phục khí huyết trong các đại khiếu, có thể trợ giúp để thăng tốc độ tu luyện ở cảnh giới nhất phẩm, là thứ có rất nhiều công dụng, dự trữ nhiều một chút thì không sai vào đâu được. Ừm, nếu như là loại khí huyết đan với phẩm chất trong tay ngươi thì những bảo vật này có thể dùng để đổi được số lượng không nhỏ. Bất quá, nếu như ngươi mà đổi hết những bảo vật này thành khí huyết đan thì ngươi nhất định sẽ hối hận đấy. Sược sư cười ha hà nói. Tại sao chứ? Tống thư hàng hỏi. Những bảo vật này không phải tên đàn chủ siêu tầm bậy bạ đâu. Ba thứ quỷ kích mộc, ngũ hành thạch, quỷ long tiên này chính là vật căn bản dùng để bố trí một cái trận pháp. Trận pháp kia tên là ngũ hành khế linh đàn, nói cho dễ hiểu một chút thì nó còn có tên gọi khác là trận pháp khí ước linh quỷ. Sược sư thản nhiên nói. Vậy bây giờ ngươi còn định lấy mấy thứ này đi đổi khí huyết đan nữa không? Tống thư hàng lắc đầu mười nguệ Lôi kích mộc, ngũ hành thạch, quỷ long tiên, cộng thêm một đống thứ linh tinh giải rác khác, ngoại trừ lôi kích mộc ra, những thứ khác hắn chưa bao giờ gặp được ở ngoài đời. Nếu như đổi mấy thứ này lấy khí huyết đan thì có trời mới biết sau này hắn còn có thể tìm lại được thứ tương tự như thế hay không? Khế ước linh quỷ đó, chỉ cần hắn hoàn thành trăm ngày cơ bản xong thì có thể thử lập khế ước xem sao. Đến lúc đó, dù hắn đã vượt xa độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng đi nữa, có linh quỷ giúp đỡ thì hắn vẫn có hy vọng có thể vượt qua những đệ tử tinh anh trong các môn phái rồi. Linh quỷ này rất có thể sẽ là vật đưa hắn nhập đạo. Vận may của ngươi thật sự là cực kỳ tốt, tên đàn chủ bị ngươi xử lý vốn muốn cướp lấy linh quỷ để khế ước, còn chuẩn bị luôn cả hai phần tài liệu ngũ hành khế linh đàn. Kết quả đều lợi cho ngươi cả. Cũng đúng, đàn chủ người ta ngấp nghé linh quỷ bao năm, trong số bảo vật mang theo bên người, thiếu cái gì chứ không thể thiếu tài liệu khế ước linh quỷ được. Sở dĩ đàn chủ chuẩn bị hai phần là vì lúc trước bên trong quỷ đang tự có đến hai con linh quỷ. Tên đàn chủ đó định bụng một lần khế ước luôn hai con linh quỷ, bất quá cuối cùng một con linh quỷ rơi vào tay Vũ Nhu Tử, một con lại nằm trong tay ta. Tống Thư Hàng cười lớn. Sau đó, Hắn lại cẩn thận đặt tất cả bình nhỏ và tài liệu ngũ hành khế linh đàn kia vào lại trong vali màu đen. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại lấy bình khí huyết đan số lượng ít kia giấu trên người. Còn 80 vạn tiền mặt kia cũng bị nhồi lại trong vali, hắn chỉ nhét mấy ngàn lẻ vào trong túi tiền mà thôi. Tiền bối, ta có thể gửi cái vali này ở chỗ tiền bối ngài được không? Tống thư hằng hỏi, thứ này không tiện mang về, lỡ như Triệu Nhã nhã đòi kiểm tra vali sau khi mở ra thấy cả một vali tiền thì hắn phải giải thích thế nào đây càng đừng nói tới bên trong có chứa nhiều đan dược như thế nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có gửi ở chỗ dược sư là an toàn nhất không sao cả cứ để ở đấy đi dược sư đồng ý bây giờ ngươi có rảnh không giúp ta điều chế thử cách điều chế thối thể dịch mà hôm qua mới sửa lại đi ngoài ra ta phải dạy cách dùng lò luyện đan của tu sĩ cho ngươi sớm mới được cứ luyện bằng hai cái lò luyện nồi lẩu với bếp điện của ngươi làm ta mệt quá. Buổi tối được không, bây giờ thì ta phải về chỗ chị gái của ta một chuyến đã. Tống Thư Hàng nhăn nhó, vẻ mặt khẳng khái vô cùng. Sược sư cười nói, chị gái à, chính là người thú vị nghi ngờ thân thể ngươi có bệnh kín không tiện nói ra mà ngươi vừa gửi lên nhóm ấy à. Ha 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 ha, đi đi, xử lý xong xuôi lại đến đây giúp ta thử cách điều chế mới, ta cũng không vội. Vậy thì ta đi đây, Tiền Bối." Tống Thư Hàng phất tay chào tạm biệt, rời khỏi chỗ của Dược sư. Trên đường trở lại trường đại học Giang Nam, Tống Thư Hàng nhíu mày. Hình như mình quên mất chuyện gì rồi thì phải, cứ cảm thấy hình như mình còn chuyện gì đó định hỏi Dược sư Tiền Bối. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ luôn cả buổi. A, à, đúng rồi, là về chuyện của vị hòa thượng Tây đầu bóng lưỡng khi nãy không biết sau khi vị hòa thượng Tây kia bị cảnh sát bắt đi có sao không? Tống Thư Hàng vốn muốn kể chuyện của hòa thượng Tây cho dược sư nghe, thuận tiện hỏi xem ý kiến của tiền bối thế nào. Nhưng vừa rồi hắn lục tục lấy được khi huyết đan và tài liệu của ngũ hành khế linh đàn, bởi vì hưng phấn quá cho nên quên bén mất nói chua hẹn của hòa thượng Tây kia cho dược sư tiền bối nghe. chương 9 ông chú à, tôi thật sự không phải lừa đảo. Tống thư hàng vừa mới về tới đại học Giang Nam thì đã bị chị gái kéo đi bệnh viện. "Chị Nhã Nhã à, lần này em đi đến tiệm thuốc Long Viên kia xem thuốc tuyệt đối không phải tự mình dùng đâu mà. Chỉ là em có quen một người cần mua bốn loại dược liệu này, nên em mới đến tiệm thuốc để xác nhận lại thôi." "Thật đấy? Chị nhìn vào mắt của em này, xem ánh mắt em chân thành thiết tha cỡ nào này. Chẳng lẽ chị không tin em à?" "Chị ơi, chị quay lại nhìn vào mắt em trước đi mà, xem nó chân thành tha thiết biết bao." Tống Thư Hàng bị Triệu Nhã Nhã kéo đi, lại không dám giấy một cái, bởi vì khí lực của hắn lúc này quả thật không khác gì một con trâu, lỡ mà dùng sức một cái thì có khi Triệu Nhã Nhã sẽ bị hắn hất bay đi luôn. Đến lúc đó Triệu Nhã Nhã sẽ bị dọa chết khiếp mất. Cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện, cố gắng thuyết phục cô. Triệu Nhã Nhã quay đầu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Thư Hàng. Một lát sau, cô đáp: "Thư Hàng, trong mắt em có ghen kìa." Tống Thư Hàng gạch nối. Được rồi, đừng có lèm bèm nữa. Em cứ xem như đây là phúc lợi mà chị cho em đi, tặng cho em một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí được chưa? Bình thường đi khám sức khỏe thường xuyên cũng không ảnh hưởng gì tới thân thể cả. Triệu nhã nhã bình tĩnh nói. Chỉ là trong lòng cô tuyệt đối không thể bình tĩnh được như ngoài mặt. Tống thư hàng phản đối đủ kiểu khiến cô càng thêm lo lắng. Không phải là thư hàng thật sự bị bệnh đấy chứ? Bây giờ trong đầu Triệu Nhã Nhã đã bị cảnh tượng sau cùng của đủ loại bệnh nan y lấp kín, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hôm nay dù Tống Thư Hàng có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không đổi ý. Nếu không để cho Tống Thư Hàng kiểm tra tổng quát toàn thân thì cô không thể nào yên tâm được. Được rồi, hôm nay em chịu theo ý chị vậy. Tống Thư Hàng hiên ngang lẫm liệt, lần này Triệu Nhã Nhã đã quyết tâm phải đưa hắn đến bệnh viện cho bằng được. Hắn chỉ có thể cảm thấy may mắn rằng trước khi mình đến bệnh viện không bị gãy một chân trước như hai vị giáo sư đáng thương kia mà thôi. Dù sao thì thân thể của hắn lúc này rất khỏe mạnh, dù có kiểm tra thì cũng không có vấn đề gì cả. Lại nói, từ khi Triệu Nhã nhã nắm tay hắn kéo đi đến nay thì ánh mắt của mấy người đi đường bên cạnh cứ là lạ thế nào ấy. Loại ánh mắt sắc bén này hắn đã vô cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua không ít, đây là rất nhiều giống được hâm mộ hắn được một đại mỹ nhân nắm tay tuy rằng triệu nhã nhã là chị của hắn, cùng lắm cũng chỉ nắm tay hắn mà thôi. Nhưng lũ phàm tu tục ngữ qua đường như mấy người làm sao mà biết. Hừ hừ, cứ thoải mái mà hâm mộ, ganh tị đi. Khu Đại học Giang Nam có bệnh viện riêng của mình, bất quá bệnh viện này cũng không nằm trong khuôn viên của trường, mà nằm ở cách trường không đến 1.000 mét. Dù sao thì bệnh viện cũng phải kiếm tiền, nếu như xây trong khuôn viên trường đại học thì những người bệnh lui tới sẽ làm ảnh hưởng tới trường học, không tiện lắm bởi vì cách bệnh viện không xa cho nên triệu nhã nhã chọn cách đi bộ trên đỉnh đầu ông mặt trời vô tư phát ra ánh sáng trói lóa lẫn nhiệt độ nóng bỏng ban phúc cho nhân loại tiện thể nướng chảy mỡ mấy con người số khổ đang phải đi lại trên đường nhiệt độ rất cao mặt của triệu nhã nhã bị nắng chiếu đỏ rực từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên gương mặt trắng nõn của cô tống thư hàng thầm thở dài điều động tinh thần lực lén lút phóng thích hơi lạnh trên phong hồn băng châu ra bao trùm cả triệu nhã nhã. Hửm, trời mát hơn rồi à. Triệu nhã nhã ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trời vẫn cứ gay gắt như thế, ánh mặt trời vẫn trói lóa như thế. Vậy cảm giác mát rượi trên người cô lúc này là sao đây? Còn thoải mái hơn cả ngồi điều hòa nữa. Chắc là có gió đấy. Tống thư hàng thuận miệng đáp. Triệu nhã nhã khẽ gật đầu, nhưng nhìn thấy mấy người đi đường mồ hôi nhễ nhại, bị nắng chiếu thành chó chết. Hình như không có gió mà. Thôi vậy, nhân lúc đang mát mẻ, mình đi nhanh lên. Triệu nhã nhã cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì. Sau khi đến bệnh viện, triệu nhã nhã trực tiếp kéo tống thư hàng đi đến chỗ kiểm tra, cô đã sớm bốc số sẵn cho thư hàng rồi. Mau tới đây, cô nắm tay thư hàng kéo đi, sợ hắn chạy trốn. Thư hàng ngoan ngoãn theo sát sau lưng cô. Bệnh nhân đến bệnh viện Đại học Giang Nam này khám rất đông, dạo này trời nóng cho nên có rất nhiều người bị cảm. Cũng bởi vì cái tiết trời sáng nóng như chó, tối đến lạnh sun vòi của khu Giang Nam này. Cho nên đại quân cảm mạo vì thời tiết lại gia tăng vững vàng qua từng ngày, thật là chuyện đáng mừng. Bởi vì người bệnh chủ yếu đều là học sinh, trên đường đi tống thư hàng còn thấy rất nhiều người quen, bất quá cũng chỉ là quen sơ thôi, nên chào hỏi xong lại đi qua. Chị Nhã Nhã, vẫn chưa tới à? Tống Thư Hàng bị kéo đi rất lâu rồi, lòng thầm nghĩ sao hành lang bệnh viện lại dài, rồi rắm như thế làm gì. Lỡ như có người cần cấp cứu, sau khi kéo đi qua cả dãy hành lang dài tít tắp này, chịu không nổi ngỏm luôn trên đường thì sao bây giờ? Sắp đến rồi. Triệu nhã nhã cũng không thèm quay đầu lại. Hai người lại đi rất lâu. Tống Thư Hàng lại thấy được một bóng người quen thuộc. Đó là một ông chú dân công sở, ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay trái cầm cặp tài liệu. Cho dù ở trong bệnh viện thì trông ông vẫn vội vội vàng vàng như cũ, như thể bị cuộc sống xô bồ chèn ép. Đây đúng là ông chú lần trước làm rơi tiền, bị Tống Thư Hàng nhặt đưa lại còn tưởng nhầm Tống Thư Hàng là lừa đảo. Hắn nhớ rõ hình như đối phương làm rơi hơn 150 thì phải. Hơn nữa trưa hôm nay hắn cũng gặp thoáng qua ông chú này ở ga tàu. Lúc ấy Thư Hàng đang đi xuống, ông chú này lại đi lên lúc ấy ông chú này còn có vẻ thầm thà thầm thụt như đang theo dõi ai đó. Xem ra mình và ông chú này đúng là có duyên, xem ra số tiền kia nhất định phải trả lại rồi. Tống Thư Hàng cảm thán, sau đó hắn quay sang ông chú kia gọi to. Chú ơi, chú ơi, xin chào. Triệu nhã nhã nghi hoặc hỏi. Em quen à? Ông chú ở đằng trước quay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ ngưỡng ngàng. Rõ ràng ông chú kia đã quên bén Tống Thư Hàng rồi. Chú ơi, là tôi đây. Lần trước chú đi ở trước mặt tôi làm rơi 150 đồng, tôi nhặt lên giúp chú đây. Bây giờ chúng ta lại gặp rồi, lần này tôi nhất định phải trả lại cho chú. Tống Thư Hàng thọc tay vào túi, chuẩn bị lấy 150 tệ ra. Đang lúc nói chuyện, trên mặt ông chú kia lộ ra vẻ giật mình, ông chỉ vào Tống Thư Hàng. Lừa đảo à? Tống Thư Hàng. Chú à, tôi không phải lừa đảo đâu, lần trước chú đánh rơi tiền tôi thật sự chỉ nhặt lên định trả lại cho chú thôi. Bây giờ tôi trả lại chú ngay đây. Tống Thư Hàng kiên nhẫn giải thích, bởi vì hắn cảm giác mình có thể gặp lại ông chú này nhiều như thế, cũng xem như có chút duyên phận, nên hắn mới có thể kiên nhẫn được như thế. Ông chú kia cũng biến sắc, lẩm bẩm nói. Bây giờ lừa đảo đều làm việc rêu rao trắng trợn như thế à? Cư nhiên còn theo dõi muốn lừa mình, lần này còn tìm cả người giúp đỡ. Đây còn là xã hội pháp chế nữa không? Đáng chết, tưởng mình ngốc chắc, hừ, vô dụng thôi, tao biết rõ bộ mặt thật của lũ lừa đảo bọn mày rồi, tao sẽ không bị bọn mày lừa đâu. Nói xong thì ông chú kia quay phát người lại bỏ chạy chối chết. Tống thư hàng mới giơ tay móc 150 đồng ra, giờ đưa ra cũng không được, mà bỏ lại cũng chẳng xong. Ông chú, tôi chưa bao giờ xem chú là kẻ ngốc cả. Nhưng bây giờ xem ra chú đúng là ngốc thật đấy. Triệu nhã nhã cảm giác ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn mình bắt đầu trở nên khác lạ, chỉ đành kéo tay Tống Thư Hàng lại. Thằng ngốc này, mặc kệ ông chú đấy đi, mình đi thôi. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, muốn tìm chút an ủi từ chỗ triệu nhã nhã. Chị ơi, chị xem em có chỗ nào giống lừa đảo chứ? Được rồi, được rồi, ngoan, em không có điểm nào giống lừa đảo cả. chương 95, bệnh nhân không thể tưởng tượng nổi. Chiều cao, cân nặng kiểm tra thể trạng, lấy máu, kiểm tra nước tiểu, điện tâm đồ, còn có chức năng gan, thận, máu gì đó đủ loại, Tống thư hàng cảm thấy hai mắt choáng váng, bị nhét vào đủ loại máy móc kiểm tra như con rối gỗ. Vất vả lắm mới kiểm tra xong xuôi, thư hàng cảm giác mệt mỏi hơn cả khi luyện kim cương căn bản quyền pháp nữa, không muốn cục cựa chút nào luôn. Lại thêm khi nãy, lúc hắn cởi quần áo ra để kiểm tra sức khỏe ánh mắt của vị bác sĩ nữ kia nhìn hắn quả thật giống như muốn nhào lên chén gọn hắn vậy, khiến cho hắn cảm thấy ngượng nghịu vô cùng. Bây giờ triệu nhã nhã đang ngồi trong phòng chờ kết quả kiểm tra với hắn, chắc cần chừng nửa giờ mới xong. Đây cũng may nhờ có mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh, nên hiệu suất làm việc của bệnh viện cũng tăng lên rất nhiều. Chứ như tầm 4-5 năm trước thì phải chờ cả tuần mới nhận được kết quả xét nghiệm tổng quát. Triệu nhã nhã có vẻ âu lo thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên, thi thoảng lại đứng dậy đi lòng vòng. Cô sợ lát nữa nhận được tin rằng Tống Thư Hàng bị bệnh nan y. Nếu như thời gian chờ kết quả xét nghiệm lâu cỡ một tuần như hồi xưa thì có trời mới biết triệu nhã nhã phải làm gì để vượt qua quãng thời gian chờ đợi dài đăng đẳng ấy. Bản thân Thư Hàng thì vẫn cứ không tim không phổi như thế, đầu óc như đi vào cõi tiền, cứ nghĩ đến một loạt những chuyện xảy ra gần đây. Nhớ đến bệnh viện thì hắn đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi, hình như giáo sư nhân thủy cũng ở trong bệnh viện này thì phải. Hay là lát nữa mình mua chút trái cây đi thăm thầy nhỉ? Tống Thư Hàng nhớ đến giáo sư nhân thủy, bèn tự nhủ thầm. Giáo sư nhân thủy chính là vì giáo sư bởi vì dạy tiết buổi chiều của Tống Thư Hàng mà bị cô nàng Vũ Nhu Tử kia dùng pháp thuật làm gãy hai chân phải vào bệnh viện kia. Cô nàng Vũ Nhu Tử kia vốn chỉ muốn làm ông bị gãy có một chân thôi, nào ngờ tư thế ngã xuống giường của giáo sư nhân thủy không đúng, lại thêm một chân bị dính trường. Kết quả, không có kết quả, ông phải vào bệnh viện luôn. Ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà lĩnh đạn. Cô nàng vũ nhu tử kia đã nói sau đó cô đã đền bù tổn thất lại cho giáo sư nhân thủy rồi, nhưng thư hàng vẫn cảm thấy khá có lỗi. Giáo sư nhân thủy, giáo viên của em à. Triệu nhã nhã hỏi. Đúng đấy ạ, à, nghe nói mấy hôm trước thầy ấy bị thương phải nhập viện, lát nữa em đi hỏi xem thầy ấy nằm ở phòng nào. Tống thư hàng nói. Đang lúc nói chuyện thì có một nữ bác sĩ đeo mắt kính đi ngang qua, cười nói. Giáo sư Nhân Thủy, là vị giáo sư bị gãy chân đấy à? Chỉ ngã xuống từ trên giường thôi mà có thể ngã gãy cả hai chân, đúng là rất hiếm gặp. Đúng lúc tôi biết ông ấy nằm ở phòng nào đấy, rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều biết. Cậu là học trò của vị giáo sư kia à? Bác sĩ đẩy mắt kính, cười nói, đây chính là vị nữ bác sĩ dùng ánh mắt đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống Tống Thư Hàng lúc kiểm tra thân thể khi nãy. Tống Thư Hàng cảm thấy ánh mắt của bác sĩ này rất có lực uy hiếp. Ha ha, vết thương của giáo sư nhân thủy đúng là rất lạ. Cảm ơn bác sĩ, lát nữa tôi sẽ đến thăm thầy ấy. Trong lòng Tống Thư Hàng càng bứt sức hơn, xem ra không chỉ hai chân bị thương, mà tâm hồn của giáo sư nhân thủy cũng bị đả thương nặng nề rồi. Phòng trừng chuyện giáo sư nhân Thủy nằm trên giường té gãy hai chân sẽ là đề tài đàm tiếu của mọi người trong lúc rảnh rỗi. Triệu nhã nhã không quan tâm lắm đến giáo sư nhân Thủy, cô chỉ quan tâm đến kết quả kiểm tra sức khỏe của tống thư hàng mà thôi. Bác sĩ Lý, kết quả xét nghiệm kiểm tra của thư hàng khi nào thì mới có à? Thân thể của em trai tôi không có vấn đề gì đấy chứ. Tôi chỉ có thể nói là, cực kỳ khỏe mạnh mà thôi, nói thật tôi cũng không biết vì sao cô lại lo lắng kéo em trai đến kiểm tra tổng quát thế này nữa. cô tự sang đây mà xem kết quả xét nghiệm đi này, em trai của cô khỏe như trâu luôn ấy. nếu như không phải tôi tự tay kiểm tra sức khỏe cho em trai cô thì tôi cũng phải nghi ngờ không biết kết quả này có phải giả hay không nữa. kết quả này chả giống của một học sinh tí nào mà giống hệt với kết quả kiểm tra của vận động viên cấp quốc gia luôn ấy chứ. bác sĩ lý cười nói thậm chí còn khỏe khoắn, hoàn mỹ hơn cả vận động viên chuyên nghiệp nữa. Lại nói, cậu em trai này của Triệu Nhã Nhã đúng là thuộc loại hình mặc quần áo thì trông không có gì. Nhưng lúc kiểm tra sức khỏe vừa mới cởi đồ ra thì lộ ra cơ thể rắn giỏi, cơ bắp cái nào ra cái đấy, thật đúng là cậu chàng đẹp trai mê người. Nếu như không phải cô đã là phụ nữ đã có chồng thì đúng là cô cũng phải cân nhắc về chuyện tình chị em mới được. Thật sự không có bệnh kín gì hết à? hả? Triệu Nhã Nhã nhìn một giấy kết quả báo cáo xét nghiệm đều để rõ là vô cùng khỏe mạnh nhưng vẫn lo lắng hỏi lại. Tôi bảo này nhã nhã, cô thật sự mong em trai của mình có bệnh kín thật đấy à? Cô có sở thích em trai bị bệnh hả? Bác sĩ Lý đẩy mắt kính một cái rồi cười nói. Cô vốn có quen biết với triệu nhã nhã, cho nên mới có thể trêu chọc không chút kiêng rẻ gì như thế. Đương nhiên là không phải rồi. Triệu nhã nhã thẹn quá hóa giận, chừng tống thư hàng một cái. Chuyện này không thể trách em được nhé, muốn trách thì chỉ có thể trách do ý trời xuôi khiến mọi chuyện quá mức trùng hợp mà thôi. Tống Thư Hàng nhún vai. Trên mặt triệu nhã nhã lộ ra vẻ hung dữ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần phải lo Thư Hàng bị bệnh nan y gì nữa rồi, nhìn phần kết quả xét nghiệm với số liệu cực kỳ khỏe mạnh trên tay, cô lại cảm thấy vui vẻ. Xem ra thằng nhóc này thật sự đang rèn luyện, như vậy cũng tốt. Lúc này, một hộ sĩ gõ cửa đi vào, ngại ngùng gọi. Bác sĩ Lý, cô có trong đấy không? Có chuyện gì thế? nữ bác sĩ đeo kính hỏi vị bệnh nhân kia lại nữa rồi bác sĩ có cần đến đấy xem không ạ à? hộ sĩ kia mỉm cười để lộ một chiếc má lúm đồng tiền rất đáng yêu lại nữa rồi à được rồi tôi lập tức qua ngay bác sĩ lý khẽ nhíu mày xoa xoa thái dương triệu nhã nhã nhìn thấy bộ dạng của bác sĩ lý như thế thì hỏi bệnh nhân này khó giải quyết lắm à khó giải quyết lắm hơn nữa còn chả hiểu ra làm sao luôn Bác sĩ Lý giải thích, người bệnh là một cô bé, nhỏ tuổi hơn em trai của cô một chút. Nhưng bệnh của cô bé đó lạ lắm, thân thể của cô bé đó nhìn từ bên ngoài thì không bị gì cả, nhưng cơ quan nội tạng trong cơ thể lại bị than hóa. Đến giờ tôi thậm chí còn không biết tại sao cô bé lại có thể mắc triệu chứng ngoài non trong hỏng này nữa. Nếu không phải tôi tự mình kiểm tra cho cô bé mà nghe người khác nói thì tôi còn tưởng là nói đùa đấy. Nói thẳng ra thì với tình trạng như thế dù là ai thì cũng đã mất mạng từ lâu rồi, căn bản không cách nào cứu chữa được. Nhưng cô bé kia lại còn sống. Hơn nữa, hình như cô bé kia cũng biết là mình không sống nổi nữa, cho nên xem nhẹ chuyện sống chết, từ đầu chí cuối cô bé hoàn toàn không yêu cầu chúng tôi phải cứu lấy mạng sống của cô. Chỉ khi nào đau đớn chịu không nổi thì mới bảo chúng tôi tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Nói khó nghe một chút, bệnh nhân như thế chúng tôi đều nói thẳng với họ là về nhà ăn uống thỏa thích cho rồi, có ở lại bệnh viện cũng thế. Nhưng không biết tại sao sau khi cô bé kia gặp mặt viện trưởng thì viện trưởng lại tự mình sắp xếp một phòng riêng cho cô bé. Sau đó bảo tôi làm kiểm tra định kỳ cho cô bé, cũng chịu trách nhiệm kê toa, tiêm thuốc giảm đau luôn. Hơn nữa, chuyện khiến tôi để ý nhất chính là mỗi khi bảo chúng tôi tiêm thuốc giảm đau thì cô bé ấy còn tự chuẩn bị cả kim tiêm. Cô có nghe nói đến bệnh nhân nào tự mình chuẩn bị kim tiêm chưa? Lần đầu tiên tôi gặp phải bệnh nhân như thế trong đời đấy. Nghe qua thì có vẻ phiền đấy. Triệu Nhã Nhã xoa xoa thái dương. Thế giới to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tống thư hàng đứng bên cạnh bình tĩnh nói, kể từ cái ngày thế giới quan của hắn bị vỡ nát kia thì dù có người đột nhiên nói với hắn là vị Superman ở nước ngoài kia ngày mai sẽ tới Hoa Hạ làm khách, hắn cũng có thể giữ được bình tĩnh như thường. Bác sĩ Lý vất vả rồi, vậy tôi với em trai không làm phiền cô nữa." Triệu Nhã nhã đứng dậy, "Cảm ơn bác sĩ Lý, cô còn phải về đại học Giang Nam làm bác sĩ thực tập nữa." Tống thư hàng cũng chào theo, "Cảm ơn bác sĩ Lý, tạm biệt." Chấm. Cùng lúc đó, ở khu nội trú của bệnh viện trực thuộc đại học Giang Nam, một ông chú dân văn phòng dừng bước, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cảm giác được rồi, rốt cuộc cũng đã cảm ứng được rồi." Đứa nhỏ tô ra ở nơi này, tô thì a à thất, a à thất, a à thất chết tiệt. Đuổi theo kẻ hậu bối kia bao lâu nay, rốt cuộc cũng để hắn tìm thấy tung tích rồi. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để mất dấu nữa. Chương 96, ác xuyên. Sau khi chào tạm biệt bác sĩ Lý, Tống thư hàng hỏi Triệu Nhã Nhã. "Chị, lát nữa em định đi thăm giáo sư Nhân Thủy, chị đi với em không?" "Chị không phải học sinh của giáo sư ấy thì qua làm gì?" chị về trường đại học Giang Nam trước đây, bên đấy còn nhiều việc cần có người đỡ lắm. Đại hội thể dục thể thao của đại học Giang Nam lớn như vậy, số người bị thương trong các trận đấu không phải là ít. Cô làm bác sĩ thực tập, đương nhiên là bận tối mắt tối mũi. Nhắc tới đại hội thể dục thể thao, triệu nhã nhã bỗng nhớ tới một chuyện. Cô cuộn tập kết quả kiểm tra sức của của Tống Thư Hàng lại, rồi đập mạnh vào đầu hắn. Chị có chuyện hỏi em đây, phụ của cậu cao to thi chạy 5.000 mét kia là sao thế hả? Nghe người ta bảo, cậu ta chạy 5.000 mét với em, ban đầu còn dẫn trước những người khác cả đoạn dài. Vậy mà đến cuối, chẳng hiểu sao cậu ta lại bỗng nhiên ngất lịm. Lúc đưa đến chỗ bọn chị để điều trị, miệng còn làm nhảm, á quân, là cậu. Quán quân là tôi, cứ như chúng ta, rốt cuộc là sao thế? Cái cậu bạn đen nhẻm ấy hả? Dù được đưa tới phòng y tế rồi mà cậu ấy là đau đáu ngôi quán quân sao? đúng là quyết tâm chiến thắng ghê thật. Tống Thư Hàng cảm khái, cậu đen đen ấy là người có ý chí rất mạnh mẽ, tuy ăn nói hơi thiếu suy nghĩ, nhưng trong quá trình thi đấu, có thể thấy rõ tham vọng chiến thắng của cậu ấy. Bọn em dẫn trước những tuyển thủ khác chừng hơn ba vòng. Lúc thi, em thấy cậu ấy muốn thắng thế, còn giúp một chút. Thực ra, với thực lực của cậu ấy, nhất định có thể đạt được ngôi quán quân. Tiếc là, giờ em lại nhỉnh hơn người ta một chút. Ừm, người đó là một đối thủ không tồi triệu nhã nhã bảo dù em kể lể thắm thiết thật đấy nhưng sao chị cứ cảm giác giọng em có cái điệu trào phúng thế nào ấy nhỉ có lẽ chị cũng hiểu vì sao thằng bé đấy lại ngất xỉu rồi em đâu có trào phúng đâu tống thư hàng nhún vai đúng rồi đúng rồi em không trào phúng triệu nhã nhã cười bảo chị về trường đây có gì cứ gọi lúc đi thăm giáo sư nhân thủy chú ý là đừng ăn nói lung tung em biết rồi mà mồm miệng em lúc nào chẳng biết điều Tống Thư Hàng phản bác. Sau khi chào tạm biệt Triệu Nhã Nhã, Tống Thư Hàng đi ra ngoài bệnh viện mua một túi táo, một quả dưa hấu thời vụ. Giá hoa quả ở đây đắt như cắt cổ, gấp hai lần giá thị trường. Đặc biệt là cái túi táo, chủ quán chỉ hận không thể tính theo lạng mà bán. Sau đó, Tống Thư Hàng lần tới tòa nhà 8B, đi lên tầng 5, tìm phòng 532 của giáo sư nhân thủy rồi gõ cửa. Mời vào, cửa không khóa có tiếng giáo sư nhân thủy vang tới từ phía trong hai chân giáo sư bị gãy nên không thể đứng dậy mở cửa của người khác được vậy nên cửa lúc nào cũng khép hờ tống thư hàng đẩy cửa bước vào liếc mắt một cái là thấy được giáo sư nhân thủy bây giờ giáo sư đang nằm trên giường bệnh hai đùi quấn băng treo lên cao tư thế này càng xem càng thấy mất mặt a à, chào cậu cậu là thầy nhân thủy thấy tống thư hàng nhìn rất quen mắt chắc là học sinh của ông nhưng ông dạy tận mấy lớp, số học sinh nhiều vô cùng, nên chẳng thể nhớ nổi tên của cậu thanh niên này. Em chào giáo sư, em là Tống Thư Hàng, học lớp 43, khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo Giang Nam. Thư Hàng tự giới thiệu với vẻ ngượng ngùng, hôm nay em đến viện kiểm tra sức khỏe, biết giáo sư ở đây nên tới thăm. Tên khoa dài rằng giặc, nói liền một hơi khiến người ta mệt không thở nổi. Ha ha, phiền em phải quan tâm rồi giáo sư nhân thủy cảm thấy vô cùng vui vẻ, có học sinh qua thăm, chứng tỏ rằng mình rất có danh tiếng trong chúng đúng không? Cái tên Tống Thư Hàng cũng được giáo sư nhớ kỹ. Giáo sư nhân thủy quyết định tặng cậu học trò này một niềm vui nho nhỏ trên bảng điểm. Thư Hàng ngồi xuống rồi nói chuyện với giáo sư. Hắn kể những chuyện thú vị xảy ra gần đây trong trường, kể chuyện trường đang tổ chức đại hội thể dục thể thao, còn tiện thể than thở cái bài diễn văn năm nào cũng như năm nào của các lãnh đạo. Giáo sư Nhân Thủy là một giáo viên rất giỏi ăn nói, dưới sự dẫn dắt của giáo sư, bầu không khí giữa hai người không có chút căng thẳng nào. Hai hòa kiểu đôi bên cùng vui vẻ. Bấy giờ, ở hành lang tầng 5 của khu phòng bệnh, một ông chú mặc đồ công sở đang lần lượt gõ cửa từng phòng. 530, phòng này cũng không phải. Chết tiệt, con cháu nhà họ tô đang ở trong phòng nào chứ? Ông chú công sở nghiến răng nghiến lợi nói, rồi hắn đẩy cửa phòng 531 phía trong, một cụ ông gầy gỏ ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Cậu tìm ai? Xin lỗi ạ, à, nhầm phòng. Ông chú cười khan một tiếng rồi đóng cửa lại. Trước đó, rõ ràng là hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí thức của con cháu Tô Thị ở tòa nhà này. Nhưng khi hắn đuổi theo tới tầng 5 thì kẻ đó bỗng nhiên che giấu khí thức. Vậy nên, hắn chỉ biết kẻ nọ ở tầng 5, nhưng không biết ở phòng nào. Để tìm được mục tiêu, Ông chú công sở chỉ đành dùng cách ngu nhất là gõ cửa từng phòng để thăm dò. Nhưng giờ đã dò 30 phòng mà vẫn không thấy bóng dáng của con cháu Tô thị đâu. Chẳng nhẽ là lại mất dấu à? Phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không, lỡ như vị con cháu Tô thị kia rời khỏi bệnh viện thì hắn lại phí thời giờ. Ông chú công sở nghĩ thầm. Hắn chỉnh đốn lại tinh thần, rồi đi tới phòng 532 để gõ. Tiếp, hắn nhận ra cửa phòng không khóa, nên để tiết kiệm thời gian hắn đẩy vừa vào thẳng. a, à, cậu là ai? giáo sư nhân thủy nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn ông chú công sở với vẻ nghi hoặc. có phải người quen đâu nhỉ? tống thư hàng cũng quay đầu lại, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. xin lỗi, vào nhầm phòng. hở, thằng lừa đảo. ông chú công sở mới nói được một nửa liền thấy tống thư hàng bèn kêu lên thất thanh. tống thư hàng cảm thấy gân xanh trên trán mình lại lần lên. cháu bảo này chú à tục ngữ bảo quá tam ba bận đây đã là lần thứ ba chú nói xấu cháu rồi đấy dù cháu tốt tính thế nào thì cũng giận đó nha tống thư hàng dây dây huyệt thái dương nghiến răng nghiến lợi bảo xin xin lỗi tôi nhầm phòng tôi đi đây ông chú này vội vàng say người bước đi vẻ mặt khinh bỉ như thể không muốn dây dưa với tống thư hàng tống thư hàng vội hô lên cháu bảo này chú à chú đứng lại cho cháu nhưng ông chú này lại lao vút đi như gặp quỷ, chẳng chứa cơ hội giải thích cho Tống Thư Hàng gì cả. Tống Thư Hàng ngửa mặt lên trời, muốn, chửi toáng lên quá, hôm nay hắn đã vô tình gặp ông chú này những ba lần, cũng coi là có duyên. Nhưng mối duyên này hiển nhiên là ác duyên. Giáo sư Nhân Thủy nhìn về Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc. Em cũng đến chịu cái chú này, Tống Thư Hàng dây dây huyệt thái dương, rồi kể ngắn gọn chuyện mình nhặt tiền hộ mà bị hiểu lầm là lừa đảo cho giáo sư Nhân Thủy nghe, Giáo sư Nhân Thủy nghe xong liền cười ha ha đầy sảng khoái, trên đời này còn có người như thế cơ đấy. Sau đó, khi giáo sư nhận ra trên đời này không chỉ mình mình xui xẻo thì liền thấy vui vẻ hơn nhiều. "Giáo sư ạ, à, hôm nay em nhất định phải trả tiền cho chú ấy. Em để hoa quả lại đây, em đi tìm chú kia đây, em chào giáo sư." Tống thư hàng đứng dậy tạm biệt. "Đi đi, giải thích cẩn thận cho người ta hiểu." Giáo sư nghĩ, nếu không ngốc quá thì cũng hiểu thôi nhớ đóng cửa hộ giáo sư. Giáo sư nhân thủy phất phất tay đầy vui sướng. Nhưng vấn đề là, cái chú kia ngốc lắm nha. chương 97, người hữu duyên chỉ cách một tầng lầu. Khi Tống Thư Hàng chạy ra khỏi phòng bệnh thì ông chú ban nãy đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất để tìm khắp các hành lang ở tầng 5, nhưng cũng chẳng tìm được gì. Chạy nhanh thế sao, nhoáng một cái mà đã chạy đâu mất rồi. Tống Thư Hàng không khỏi buồn bực, từ lúc mình giải thích ngắn gọn mọi chuyện cho thầy nhân thủy đến lúc ra ngoài, mới có nói đôi ba câu chứ mấy. Chẳng nhẽ ông chú này dùng tốc độ của vận động viên thi chạy trăm mét để trốn, kẻ lừa đảo, như mình à. Khốn thật, hiểu lầm người khác cũng phải có chừng mực chứ. Tống Thư Hàng đành thở dài, đi xuống tầng 4. Hắn cũng đành tiện đường ra viện thì tìm xem ông chú dở người kia ở đâu. Tìm được thì tốt, không tìm được thì thôi giờ hắn chẳng có thời gian để đi tìm ông chú ấy khắp tòa nhà này, chỉ vì 150 tệ. Ông chú ấy dở người, mình cũng đâu có thể dở người cùng, đúng không? Ngay khi Tống Thư Hàng rời khỏi tầng năm một bóng người nhảy từ góc khuất trên trần nhà xuống, chính là ông chú nọ. Để né Tống Thư Hàng, hắn bám mình trên trần như Spider-Man, khổ lắm ấy chứ. Hừ, một thằng lừa đảo mà cũng muốn tìm ông đây à? Ngây thơ quá đấy, ông chú cười lạnh lùng, sau đó tiếp tục dựa theo biển số phòng để lần lượt mở từng cánh cửa một. 533,534, 545. Hậu bối Tô Thị Nha, người không trốn khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Dù có phải tìm khắp cả năm tầng, ta đây cũng phải tìm được ngươi. Ông chú này tự tin vô cùng, hắn linh cảm rằng hôm nay mình sẽ gặp may. Hôm nay, lúc sắp ra đường, hắn còn nhờ một vị cao nhân tính quẻ cho mình. Trên quẻ nói, mình sẽ gặp được người hữu duyên. Người hữu duyên, hừ, ở cái chỗ quỷ quái này, trừ hậu bối Tô thị ra, thì hắn còn có thể gặp ai hữu duyên nữa chứ? Thư Hàng xuống tầng 4, tiện thể dạo quanh một vòng nhưng vẫn không thấy ông chú kia đâu. Chẳng nhẽ người ta chạy xuống tầng trệt rồi? Thôi, không tìm thấy thì thôi. Về sau nếu có gặp lại rồi tính, mình nhất định sẽ nói được làm được, trước lao đến cho ông chú đấy một quyền, rồi đè ông ta xuống đất, khống chế ông ta. Không cho ông ta nói gì càng không được để ông ta có cơ hội chạy trốn, rồi sẽ giải thích cặn kẽ. Dù là cao tăng, thì bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác cũng sẽ giận dữ. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng siết chặt tay lại, tưởng tưởng cái ông chú trung niên kia đang đứng trước mặt mình. Hắn khẽ gầm nhẹ, rồi tung vào khoảng không hai cú đấm, như thể hai cú đấm này đang đánh thẳng vào mặt ông chú nọ. Sau đó, hắn nhận ra mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu bạn đang đi, rồi đột nhiên thấy cạnh mình có một kẻ phát ra tiếng kêu kỳ quái, rồi không ngừng vung quyền, thì chắc chắn sẽ thấy tò mò, từ đó đổ dồn ánh mắt vào. Tống Thư Hàng chỉ muốn, che mặt đi thôi. Thực sự là, bất hạnh quá thể. Khụ khụ. Hắn dáng là khụ hai tiếng thật to, giả vờ như mình rất bình tĩnh, rồi tiếp tục xuống lầu. Hôm nay là ngày đụng mặt người quen thì phải. Khi tới cửa cầu thang tầng 3, Tống Thư Hàng lại gặp được một gương mặt thân quen ấy là một thiếu nữ nhỏ nhắn, tóc ngắn, mặt mũi xinh xắn. Bấy giờ, cô đang bám tay vào thanh vịn của cầu thang, bước từng bước từng bước xuống dưới. Đây chẳng phải là cô nàng từng tẩn cho đám lưu manh một trận sau khi bị ca bê đôn sao. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tống Thư Hàng, thiếu nữ quay phát đầu lại, đôi mắt cô đụng tới tầm nhìn của cậu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cười khan. Ồ, trùng hợp thật, cô cũng ở bệnh viện à? thực ra hắn không muốn trò chuyện với cô nàng này lắm. Bởi cô ta có chút lạnh lùng, lúc nói chuyện, cứ thấy như thể sự nhiệt tình của mình đụng phải tảng băng vậy. Nhưng giờ gặp cũng gặp nhau rồi, thấy cũng thấy nhau rồi, chẳng còn cách nào nữa, giả đò như không biết thì có vẻ không ổn lắm, đành gắng mà chào. Cô thiếu nữ chấp chấp đôi mắt như đang nhớ lại điều gì. Một lát sau, cô gật đầu. Ồ, là cậu à? Ha ha, đúng thế, tôi bị chị gái kéo đến kiểm tra sức khỏe. Cô thì sao, bị thương ở chân à? Tống Thư Hàng thấy cô thiếu nữ phải vịn vào thanh chống mới đi nổi. "Ừm, bị thương." Ánh mắt của thiếu nữ thoáng sầm xuống, cô đáp. Không ngờ hôm nay cô nàng này lại trả lời lại. "Ừm, cần tôi giúp không? Cô có ở gần đại học Giang Nam không?" Cái thuộc tính tốt bụng của Tống Thư Hàng được dịp trồi lên, người ta bị thương ở chân thế kia, nếu cũng ở quanh đại học Giang Nam thì mình tiện đường đưa một đoạn cũng được. "Không cần." Thiếu nữ lắc đầu rồi tiếp tục bám vào thanh vịn, kiên cường bước từng bước chậm rãi xuống lầu. Thấy cô vất vả như thế, Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi đi theo sau đề nghị. Thực ra trong viện có thang máy, chân cô bị thương thì đi thang máy là xuống thẳng tầng một được. Cô thiếu nữ sững ra, hiển nhiên là đã quên mất việc có thể đi thang máy. Bị Tống Thư Hàng nhắc vậy, cô cảm thấy có chút mất mặt. Vậy nên, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới Tống Thư Hàng, chỉ lặng lẽ tăng tốc để xuống lầu dù hôm nay có trò chuyện đôi ba câu nhưng cô nàng này vẫn khó giao tiếp thật tống thư hàng thầm thở dài cũng đành chịu hắn không phải kiểu người tốt quá đáng người ta đã không muốn mà còn ép người ta nhận sự giúp đỡ của mình đúng rồi ban nãy cô đi từ tầng năm xuống đúng không cô có gặp một ông chú mặc đồ công sở vội vàng chạy qua không tống thư hàng hỏi thiếu nữ trầm tư một hồi rồi lắc đầu không thấy vậy chắc ông chú kia chạy lên trên rồi tống thư hàng dai dai mày đầu óc của kẻ dở hơi như vậy người bình thường đúng là không hiểu nổi thôi đừng nghĩ đến ông chú kia nữa chỉ nhớ thôi mà lại thấy đau đầu rồi giờ cứ qua bên dược sư đi trước hắn đã hứa với dược sư là sau khi giải quyết chuyện với chị triệu nhã nhã liền qua giúp tiền bối làm thực nghiệp giúp thay đổi phối phương của thối thể dịch bên cạnh đó còn phải tìm một chỗ để ăn cơm nữa nhờ ơn của đàn chủ, từ chưa đến giờ hắn bận suốt, đến một hạt cơm cũng chưa bỏ được vào bụng. Vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc mà thư hàng đã đến tầng 1. Cô gái kia dù phải vịn vào thanh chắn, nhưng tốc độ đi chẳng kém hắn là bao. Hắn vừa xuống tầng 1, thiếu nữ ấy cũng theo chân xuống được cầu thang. Chẳng nhẽ bởi cái lòng tự trọng kỳ quái mà cô không muốn chậm chân hơn tống thư hàng. Chẳng qua, vừa rời khỏi thanh vịn, chân cô gái liền mềm nhũn, cô ngã nghiêng sang một bên tống thư hàng trông thấy liền nhanh tay đỡ lấy cô hay là tôi dìu cô ra cổng việt rồi gọi một chiếc xe đưa cô về tống thư hàng thử hỏi cô thiếu nữ khụt khụt cái mũi mãi lâu sau mới ậm ừ ra hai tiếng nhỏ xíu cảm ơn tống thư hàng ngừng lại một chút rồi cười bảo không có gì tống thư hàng vốn định gọi cho cô thiếu nữ tóc ngắn này một chiếc taxi sau khi dìu cô ra khỏi việt nhưng đến cổng rồi nhìn tình cảnh trước mắt mà hắn không khỏi trợn tròn mắt. Xe taxi đúng là nhiều, nhưng không đến lượt họ. Nay viện lắm bệnh nhân lắm, xe vừa đỗ lại liền có khách lên luôn, vèo một cái đã đi xa. Hay là chúng ta đi về trước một chút, cách đây không xa có đoạn đường giao nhau, chắc ở đó dễ gọi xe hơn. Tống Thư Hàng hỏi dò. Ừm, được, thiếu nữ tóc ngắn đáp lại yếu ớt. Vậy nên, Tống Thư Hàng dìu cô đi khỏi viện, đi về phía đoạn đường giao nhau cách đó không xa. Lúc này, ở tầng 5 của tòa nhà 8B, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, hai tay run rẩy đẩy ra căn phòng cuối cùng ở cái tầng này, bên trong, chẳng có ai. Ông chú đang tự tin người người bỗng, hóa đá, lại mất dấu à. Mấy gã xem bói toàn là lừa đảo, người hữu duyên đâu, đâu có tìm thấy hậu bối tô thị. Còn có cái thằng lừa đảo mà hôm nay gặp phải nữa, lãng phí bao nhiêu thời gian của mình. Nếu cái thằng đó không làm phiền, không biết chừng mình đã tìm được hậu bối Tô Thị rồi. Lần sau gặp cái thằng đó, mình nhất định sẽ không cho nó có cơ hội mở miệng, nhất định sẽ xông lên đấm nó một cái, làm nó ngã trỏng quèo trên đất. Ông chú trung niên tưởng tượng thằng lừa đảo đang đứng trước mặt mình, Năm tay chung hai cú đấm vào khoảng không trước mặt, như thể hai cú đấm ấy vừa dáng vào mặt thư hàng vậy. chương 98, một tay người tốt thú vị. Ở khúc ngoặt cách bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Nam không xa, Hôm nay, lão chu cảm thấy thực bực bội, hôm nay, lúc lái xe tới công ty, vừa đi vừa gọi điện, đi đến khúc ngoặt, bỗng nhiên có một gã đàn ông lao vụt ra, phóng thẳng về phía xe của hắn. Lão chu hoảng quá, vội vàng quẳng điện thoại xuống, rồi phát huy tay lái lụa đến cùng cực để vội vàng đánh lái sang hướng khác để có thể tránh được gã đàn ông kia. Lão chu thầm thở vào nhẹ nhõm ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá. May là tay lái của ông đây vô cùng điệu nghệ, nếu không thì mày chết rồi đó con nhưng chưa đợi lão chu bình tâm lại, thì gã đàn ông kia đột nhiên ngã ngửa ra sau, bất chấp việc đi ngược với các quy luật vật lý, gã xoay ba vòng rưỡi rồi ôm chân, ra vẻ đau đớn rồi la hét. Ôi giời ôi, chân tôi, chân tôi gãy mất rồi. Tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông khiến những người không biết chuyện xuống lại xem. Người ta không biết đầu đuôi thế nào, không biết là xe đụng người hay người đụng xe, liền trâu đầu bàn tán xôn xao. Khốn thật, thằng khốn này mày đã đụng vào xe của bố mày đâu mày đánh vào tường không khí à ông đây không phải siêu nhân không có siêu năng lực dựng tường không khí nha chẳng nhẽ đây chính là ăn vạ trong truyền thuyết nhưng mà chẳng phải mấy đứa ăn vạ toàn chọn xe đắt tiền để vạ sao xe mình nát thế này mà cũng có đứa ra ăn vạ à lão chu nào có hiểu thời đại này làm ăn khó khăn ai thèm quan tâm xe nào với xe nào chứ mặt lão chu rúm lại vô cùng đau khổ quanh đây không có camera, cái xe nát của hắn cũng chẳng có camera hành trình. Hắn sờ sờ túi áo, chỉ có một đống thẻ và một tờ tiền 20 tệ, hai đồng xu một tệ. 20 tệ, chắc chẳng đuổi được cái gã đang kêu la thảm thiết này đâu nhỉ? Màn diễn xuất đẳng cấp ảnh đế thế này, sao chỉ có giá bằng 20 tệ được. Đúng lúc này, Tống thư hàng giúp cô thiếu nữ tóc ngắn đi qua đoạn giao nhau, đang định đứng đây với một chiếc xe hai người tình cờ thấy được quá trình tai nạn xe cộ có người đụng ô tô hả thiếu nữ tóc ngắn thản nhiên hỏi góc nhìn của cô thấy được rằng chiếc xe kia đã né được nhưng gã đàn ông lại nhanh chóng đụng vào sau đó ngã xuống kêu rên thảm thiết không phải người đụng ô tô mà vốn đã không đụng vào giờ thị lực của tống thư hàng tốt lắm hắn rõ ràng thấy được người đàn ông kia không hề đụng vào xe mà đã ngã xuống rồi kêu la a à, tôi biết rồi cái này người ta gọi là ăn vạ thiếu nữ tóc ngắn liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái, cậu định qua làm chứng đó hả? Cậu chàng tốt tính thích chó mũi vào việc của người khác thế này, chắc sẽ lên giúp chứ nhỉ? Khi số người làm chứng không đủ thì lên giúp cũng vô dụng, hơn nữa tôi với cô không quay lại, chung quanh cũng không có camera. Tống Thư Hàng lắc đầu, cái gã đàn ông đang kêu la thảm thiết kia rõ ràng là hạng chuyên nghiệp, tìm chỗ rất chuẩn để ăn vạ. Thế cứ kệ vậy sao, cô thiếu nữ tóc ngắn ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ chi bằng chúng ta lên đánh cái gã đang kêu la kia cho đến khi gã nín thì thôi đừng đừng bạo lực không giải quyết được vấn đề làm thế chỉ khiến chú lái xe kia càng rơi vào tình cảnh rắc rối tống thư hàng vội vàng khuyên nhủ cứ xem tôi đây cô đứng đậy đợi, đợi lát tôi tiện đường gọi taxi cho cô đúng rồi cô có tiền lẻ không cô thiếu nữ ngơ ra lắc lắc đầu vậy tôi cho cô vay trước sau này có duyên gặp lại thì nhớ trả. Tống Thư Hàng rút từ túi áo ra một tờ 50 tệ, đưa cho cô thiếu nữ. Dù sao thì ban nãy hắn cũng được một món hời bất chính, trên người đang khá dư giả. Chưa đợi cô thiếu nữ đáp lại thế nào, Tống Thư Hàng đã vội vàng chạy tới hiện trường tai nạn, len qua đám đông. Cho qua nào, cho qua nào, thân hình hiện tại của hắn khá vạm vỡ, chẳng mấy chốc mà đã đi qua được. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống bên người đàn ông đang kêu la thảm thiết, nhìn chầm chầm vào gã ta một lát rồi bảo. Ôi trời, xem ra bị đụng ghê lắm. Gã đàn ông trộm liếc mắt nhìn Thư Hàng, rồi lại kêu ghê hơn. Tống Thư Hàng khụ một tiếng rồi hô. Chú lái xe à, chú xem người ta bị thương nát ra thế này, chi bằng xuống xe bồi thường mấy vạn cho xong chuyện đi. Gã đàn ông đang kêu la thảm thiết cảm thấy yên tâm hẳn. Vốn gã đang lo cậu thanh niên mặt mày sáng sủa này qua vạch trần mình, nhưng không ngờ là lại giúp sức tích cực như thế. Gã mừng lắm, cũng càng kêu cho to hơn. Lão Chu ngồi trong xe, sờ hai mươi nhân dân tệ trong túi, thầm thở dài. Hắn cầm điện thoại, định gọi cho cảnh sát rồi tính sau. Bác lái xe à, còn chờ gì nữa, mau xuống thôi. Tống Thư Hàng nói xong câu ấy, rồi mò tay vào trong người của gã đàn ông ăn vạ. Gã ăn vạ cảm thấy cậu thanh niên này có gì đó quái quái. Cái bàn tay kia cứ mò khắp người mình làm gì, gay hà định tiện thể quấy rối mình đấy à? Sàm sỡ mình đấy à? Bỗng nhiên, gã Ăn Vạ cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên. Nhưng, gã là một người có tố chất làm diễn viên, dù cho chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp. Giờ phút này, dù có bị sàm sỡ đi chăng nữa, cũng phải cắn răng mà nhịn. Không được ngừng rên la. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, gã Ăn Vạ lại nhận ra điểm bất bình thường. Cậu thanh niên tuấn tú kia, thò tay vào túi áo gã rồi lôi ví của gã ra. Trong đó, là cả gia tài của gã đấy chứ, ít thì cũng phải có 2.000 nhân dân tệ. Số tiền ấy được chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp đi ăn vạ gặp chuyện ngoài ý muốn thì phải vào viện. Ăn vạ là một nghề vô cùng nguy hiểm, lỡ gặp phải sát thủ đường cái hay lái xe là phụ nữ thì nguy cơ cao là phải nằm viện. Rồi thì lỡ trên người nữ lái xe không có tiền mặt, hoặc phải phải sát thủ đường phố tàn độc, thì thoát đâu cho nổi. Giờ, rất nhiều bệnh viện chỉ nhận tiền chứ không nhận người lỡ như trên người không có đồng nào thì biết làm sao bây giờ nói dài dòng nãy giờ cốt để diễn tả cái ý rằng trong ví của gã có tiền cậu thanh niên tuấn tú nhẹ nhàng rút ví của gã ra thấy giày cộp liền tỏ ý vừa lòng sau đó cậu thanh niên nở một nụ cười ấm áp với gã sau đó nữa cậu thanh niên nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhanh chân phóng vút đi như điên loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi gã ăn và ngộ ra, ôi cái địch, gặp phải kẻ cháy nhà đi hôi của. Địch mở cái lò nhà mày. Gã ăn và xoay người một cái rồi đứng vụt dậy, rồi vội vàng đuổi theo như một tia chớp. Đừng lại, mày đứng lại cho tao, đừng có chạy. Khốn nạn, vừa nằm ăn và trước cái xe nát kia, cùng lắm chắc cũng chỉ được vài trăm tệ. Nhưng trong ví mình ít cũng phải có tận hai ngàn nha. Không thể vì chút lợi nhỏ mà mất cả khoản lớn được. Đám đông ban nãy còn chưa rõ mọi chuyện thực hư thế nào, giờ thấy gã đàn ông vừa nằm kêu la thảm thiết, nay lại đứng dậy chạy như điên, cuống cuồng đuổi theo cậu thanh niên nọ. Gã này làm quái gì có cái vẻ như bị gãy chân đâu. Rõ ràng là ăn vạ. Lão Chu ngồi trong xe thầm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt 20 tệ cũng buông lỏng. Trong lòng nhớ lại gương mặt của cậu thanh niên sáng sủa kia, hắn cảm thán. Thời đại này vẫn còn nhiều người tốt. Cảm thán xong, hắn khởi động cái xe nát của mình, nghênh ngang mà đi. Ở một góc khác, thiếu nữ tóc ngắn quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, gương mặt vốn căng thẳng bỗng bật ra nụ cười thành tiếng. Tống thư hàng hớn hở dụ gã ăn và chạy khắp 1.800 mét, đợi đến khi gã thở không ra hơi, mặt mũi trắng bệch, rồi thậm chí phải dựa tường để nôn khan, mới tăng tốc để cắt đuôi. Thậm chí, trên đường chạy, hắn còn có thời gian gọi taxi, dặn người ta đến chỗ đường giao nhau ban nãy để đón cô thiếu nữ tóc ngắn kia bác tài xế liền vui vẻ đi đón gã ăn và tuyệt vọng nhìn theo bóng tống thư hàng càng ngày càng xa trong lòng vô cùng bức bối khốn nạn mày chạy nhanh như thế sao phải câu tao suốt cả trạng dài thế hả cắt đuôi tao từ sớm chẳng phải tốt hơn à một chiếc taxi đỗ trước mặt cô thiếu nữ tóc ngắn cô bé à cái người mà cậu thanh niên ban nãy dặn tôi qua đón là cô phải không đúng là cháu ạ à cô thiếu nữ tóc ngắn cầm đồng 50 tệ trong tay, rồi lên taxi. chương 99, vì sao các tiền bối lại phải trao đổi qua phần mềm chat? Nói chứ, mình trường mặt ra trước mắt gã ăn vạ lâu như vậy, chắc là hắn có thể nhớ mặt mình chứ nhỉ? Chẳng biết lúc nào thì hắn gọi được một đám lâu la đến làng đại học dạy mình một bài học đây. Tống thư hàng tung hứng ví tiền trong tay, mong chờ người ta kéo đàn kéo lũ đến nện mình để nhân cơ hội luyện quyền một chút, thực chiến có thể tăng cường sự lý giải của hắn đối với quyền pháp. Tuy rằng là một tu sĩ mà lôi người thường ra luyện tập thì có hơi mất mặt, thế nhưng ở giai đoạn này hắn cũng không có đối thủ nào tốt. Phải nhanh chóng mạnh lên để tìm được đối tượng luyện tập thích hợp thôi. Sau khi ăn tạm vài thứ lót dạ, Tống Thư Hàng bèn đến chỗ dược sư, phối hợp với tiền bối hoàn thiện đơn thuốc thối thể dịch theo thường lệ. Lần này dược sư tăng thêm hai loại dược liệu bình thường, khiến sản phẩm thối thể dịch cuối cùng tăng lên khoảng một thìa khi quá trình luyện dược kết thúc thì đã là 4 giờ chiều. Tốt lắm, mấy ngày nay ta nghĩ rất chính xác, hai ngày nữa là ta có thể thay đổi hoàn tất phương thuốc mới rồi. Dược sư vô cùng mỹ mãn, sau đó lại cho Tống Thư Hàng một phần thối thể dịch luyện được và một viên ác xú hoàn. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng nhận lấy hai bảo vật rồi tựa vào lưng ghế khôi phục lại thể lực hao hụt sau khi luyện thuốc. Mặt khác, ngày mai ta sẽ bảo Tử Yên mang một món pháp khí khống chế độ lửa tới đây, đến lúc đó ngươi tranh thủ thời gian làm quen với pháp khí đó đi. Trước khi ta rời khỏi khu Giang Nam sẽ để ngươi học dùng lò luyện thử phương thuốc mới. Dược sư cười ha hả. Chờ phối phương thối thể dịch được cải thiện xong thì hắn sẽ rời khỏi khu Giang Nam, phải tranh thủ thời gian dạy Tống thư hàng làm quen với lò luyện mới được. Không thành vấn đề, nhưng mà tiền bối đi sớm vậy sao? Tống thư hàng mừng rỡ phối hợp, thực ra ở bên cạnh dược sư có thể học được vô số kiến thức về luyện đan trong những lúc vô tình những tri thức ấy mới là báu vật vô giá. Ta đã ở đây khá lâu rồi, nếu còn ở thêm thì sẽ có rất nhiều người muốn cầu đan dược tìm tới, phiền chết đi được. Dược sư vùi đầu ghi chép số liệu thực nghiệm lần này vào sổ, rồi nói tiếc mà chẳng ngẩng lên, đúng rồi, mấy ngày nay tu luyện có vấn đề gì không? Tu luyện thuận lợi lắm, Tống Thư Hàng gật đầu đáp, chung quy chỉ là trăm ngày cơ bản đơn giản nhất thôi mà. Thế thì tốt, ta vẫn nói như cũ, nếu có vấn đề gì thì phải lập tức lên nhóm hỏi tiền bối. Đừng có nhắm mắt làm bừa, vạn nhất có vấn đề gì thì con đường tu sĩ của ngươi sẽ dừng lại ở đây đấy. Sược sư cẩn thận dặn dò. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ. À đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, khi Phật môn độ hóa vong hồn sẽ làm tăng cường thể phách cho bản thân sao? Tống thư Hàng nghĩ tới Hòa thượng Tây trên tàu điện ngầm. Tuy rằng mỗi lần độ hóa chỉ có thể cường hóa thân thể một chút xíu, nhưng có hiệu quả hơn chạy bộ hùng hục nhiều. Người nói thế làm ta có chút ấn tượng đấy, mỗi khi Phật môn độ hóa một vong hồn thì đều nhận được một tia năng lượng công đức, có thể tăng cường thân thể ở cảnh giới nhất phẩm. Song đối với tu sĩ có tu vi nhị phẩm thì không có hiệu quả gì. Sao nào, người muốn cạo đầu làm sư chạy vào Phật môn à? Xã hội gần đây ưa đạo hài hòa, xuất ra là lựa chọn tốt đấy. Sược sư cười hỏi, tiền bối đừng nói đùa, tôi còn đang muốn tìm bạn gái trong thời gian học đại học mà. Tống thư hàng liên tục xua tay, sau đó nói, tôi chỉ muốn biết đạo môn có thủ pháp độ hóa vong hồn nào tương tự như thế không? Có phải làm vậy cũng tăng cường được thân thể không? Hẳn là có đấy, nhưng ta chỉ quan tâm tới luyện đan thôi, không biết nhiều pháp môn tu luyện ngũ đức cho lắm. Có rảnh ngươi lên nhóm hỏi xem, có lẽ có vị tiền bối nào đó có pháp thuật độ hóa linh hồn của đạo môn đấy. Dược sư cười hì hì, sư môn của hắn chỉ biết luyện đan, từ nhỏ đã có không ít các loại đan dược, đan dược khí huyết trong thời gian cơ bản được cung ứng vô hạn, căn bản chẳng cần nghĩ cách đi học thuật độ hóa linh hồn để làm gì. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, việc này không vội. Đúng rồi tiền bối, lần này khi giết đàn chủ, tôi gặp một hòa thượng Tây của Phật Tông. Tống Thư Hàng kể lại chuyện về hòa thượng Tây trên tàu cho dược sư nghe một lượt. Tôi có chút để ý người đó, vốn tưởng người đó có thủ đoạn gì để xử lý thi thể đàn chủ trên tàu điện cơ, ai ngờ ổng lại khẳng khái đi gánh tội thay luôn. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Ha ha, tên đó cũng thú vị đấy chứ. Dược sư bật cười thành tiếng, nghĩ nghĩ rồi bảo, ta nghĩ ngươi chẳng cần để ý làm gì, đối phương đã dám gánh tội thì át là có cách thoát thân. Mấy năm nay giới tu sĩ thâm nhập vào thế tục ngày càng sâu, nói không chừng hòa thượng Tây kia sẽ được thoát tội nhanh lắm. Có được sự khẳng định của dược sư, Tống Thư Hàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hy vọng hòa thượng Tây hết thảy bình an. Chắc là có thể bình an nhỉ trong đầu Tống Thư Hàng hiện lên hình ảnh khi Hòa Thượng Tây bị dẫn đi mà vẫn nở nụ cười nhe răng tươi giói. Dược sư vẫn cắm đầu vào hí hoáy ghi chép. Tống Thư Hàng nhân cơ hội tìm một chỗ gần đó để tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, và chân ngã minh tưởng kinh, bằng không khi về trường lại phải tìm chỗ len lén tu luyện, lúc nào cũng lo có người trông thấy. Tu luyện ở chỗ dược sư vẫn là yên tâm nhất. Sau khi tu luyện xong xuôi, dẫn khí huyết vào tâm khiếu, Tống Thư Hàng thở ra một hơi, cả thể xác và tâm hồn đều sảng khoái. Mà lúc này dược sư cũng ghi chép xong xuôi, hắn hướng về phía thư hàng, gật đầu. Không tôi, đã khống chế được, lượng, khí huyết đưa về tâm khiếu rồi. Trăm ngày cơ bản của ngươi chỉ còn thiếu chút thời gian thôi. Khi hì tống thư hàng cười ngại ngùng. Sau đó, nhân lúc nhàn rỗi, dược sư bắt đầu giảng giải cho tống thư hàng một chút tri thức căn bản và những điều cần chú ý khi tu luyện. Trong lúc tán gẫu, Tống Thư Hàng rốt cuộc vãn hỏi ra một câu đã nung nấu từ lâu. Tiền bối, có chuyện này tôi vẫn luôn thắc mắc. Chuyện gì? Vì sao các tiền bối trao đổi với nhau lại dùng phần mềm chat? Tôi nghĩ trong tiên thuật ắt phải có phương thức liên lạc lợi hại kiểu như thiên lý truyền âm chứ. Làm vậy chẳng phải là càng thêm vĩ đại, lại bảo mật an toàn hơn à? Tống Thư Hàng hỏi, nếu làm vậy thì đã chẳng xuất hiện người gia nhập ngoài ý muốn như hắn rồi. Thế mà cũng phải nghĩ nữa hả? bởi vì đơn giản tiện lợi chứ còn sao nữa. Thời buổi nào rồi, có công cụ trao đổi trên Internet không dùng, đi dùng cái thứ pháp thuật chỉ có thể truyền âm trong vòng một ngàn cây số làm chi. Người xem, giờ chỉ cần lên nhóm chat là có thể đánh chữ, nói chuyện, chat video, nội dung tán gẫu lưu lại được, tìm kiếm dễ dàng. Chưa kể nó còn tích hợp mấy trò giải trí như nông trường với bắn máy bay. Mấy thứ pháp thuật kiểu thiên lý truyền âm đều có hạn chế về không gian, lúc nhiều người dùng có khi còn bị nhiễu sóng nếu ngươi là bọn ta thì ngươi chọn cách nào? Sược sư tiền bối hỏi vặn lại. Gạch nối. Đứng ở góc độ của ngươi lấy ví dụ nhé. Cục gạch mấy năm trước và smartphone bây giờ đều là công cụ trao đổi từ xa. Thế nhưng bây giờ cho ngươi lựa chọn, lúc ngươi ra ngoài thích mang cục gạch to ịch hay là mang smartphone gọn nhẹ nhiều tính năng nào? Nếu nhóc con ngươi chọn cục gạch thì ta chỉ có thể nói, đúng là sướng quá hóa rồi. Tiền bối nói đúng lắm, có lý lắm. Tống Thư Hàng thở dài, hắn cứng họng rồi. Nhân tiện nói vụ này, mau thăng cấp ruộng trong nông trường của ngươi đi. Chờ hoa quả của ngươi chín muôn héo úa luôn, rõ lâu là lâu. Mặt khác lúc nào có thời gian rảnh thì đi học lái xe đi, trong tay ngươi chỉ có chút xíu khí huyết đan, không đủ dùng. Cho nên đừng từ chối Bắc Hà, tiếp nhận hiện thực phũ phảng ấy đi. Dược sư đóng sổ lại, chỉ bảo Tống Thư Hàng vô cùng thấm thía. Tống Thư Hàng, chương 100, giấc mộng kỳ lạ. 5 giờ chiều, Tống Thư Hàng tạm biệt dược sư, trở về trường. Trên đường hắn nhận được tin nhắn của Dương Đức, nói rằng vừa có kết quả cuộc thi chạy 5.000m trong Đại hội Thể dục Thể thao lần này, thành tích của Tống Thư Hàng đương nhiên là đạt quán quân. Vì hắn không ở trường nên cao mỗ mỗ vinh váo lên nhận thưởng thay rồi. Dương Đức còn hỏi hắn đi tiệm thuốc đã về chưa, có ăn cơm chiều với mọi người không? Sau khi Đại học Thể dục Thể thao kết thúc, mình còn nợ Dương Đức một bữa đầu cá thập hương lần này ít nhiều cũng nhờ có tin tức của nó, nếu không đàn chủ đã chạy thoát rồi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Còn nữa, cũng đến lúc báo danh đi học lái xe rồi. Với lại, hay là mình đăng ký hội viên trên phần mềm chat nhỉ, thế thì nông trường trong game mới thăng cấp nhanh được. Cái trò nông trường cổ lỗ sĩ đã lâu lắm rồi hắn không chơi, bây giờ mỗi khi lên nhóm chat có hứng thì vào ngó một cái, không có hứng bẻn sống chết mặc bay. Nhưng bây giờ, rất nhiều đại tiền bối trong nhóm cửu châu số một đều chơi trò này, Tống Thư Hàng đã không thể không xét đến việc quan tâm nó một chút. Nói không chừng đến một ngày có vị tiền bối nào đó trộm cây trong nhà mình rồi nổi hứng cho mình đồ tốt bất ngờ thì sao? Tuy vụ này khả năng không cao nhưng không phải là không có. Dù sao chỉ là trò chơi nông trường thôi mà, có tốn mấy thời gian đâu, lỡ như nhặt được hàng ngon thì lời lớn rồi. Nhiều việc phải làm quá đi. Tống Thư Hàng mở giao diện trả lời tin nhắn, hồi đáp cho Dương Đức, về rồi đây, chúng mày ở đâu, tao tới liền. Sau đó hắn chạy chậm về trường đại học. Sau khi cả đám bạn cùng phòng cơm nước xong thì không còn việc gì khác, chỉ về phòng du rú cẩy game. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, vừa thi chạy trong đại hội thể dục thể thao, vừa ngàn dặm xa xôi tìm kiếm đàn chủ, tiện tay xin luôn cái đầu của hắn, rồi bị triệu nhã nhã kéo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó còn bao nhiêu là chuyện thượng vàng hạ cám. Cho nên cho dù có khí huyết đan thì Tống Thư Hàng cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi nếm thử. Sau khi chơi mấy trò chơi với bạn cùng phòng, hắn bèn leo lên giường ngủ sớm. Hắn thực sự mệt mỏi. Trước khi đi ngủ, Thư Hàng tụ tập chút tinh thần cuối cùng khởi động pháp môn cảnh giác, đưa bản thân vào một trạng thái cực kỳ nhạy bén. Chỉ một lát sau, hắn đã tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm đầu, Tống Thư Hàng ngủ rất ngon nửa đêm sau hắn mơ một giấc mơ thú vị trong mộng tống thư hàng trở về hoa hạ thời kỳ cổ đại không biết cụ thể là niên đại nào hắn chỉ có thể nhìn từ cách ăn mặc và kiến trúc xung quanh để nhìn ra đây là cổ đại mà thôi thân phận của hắn là con trai của một ông chủ tiệm quan tài có lẽ vì từ nhỏ đã tối ngày ở gần quan tài nên hắn ở trong giấc mộng tuy còn nhỏ tuổi nhưng sắc mặt đã đầy tử khí giấc mộng quái gở gì đây tống thư hàng âm thầm diếu cợt trong lòng Người ta nói ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy, nhưng ban này hắn có nghĩ ngợi gì đến mấy thứ này đâu. Trong mộng, thời gian thấm thoát trôi đi, một ngày nọ, khi hắn được khoảng 5-6 tuổi, có một vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt đi ngang qua thôn nhỏ, đánh giá cao tư chất của hắn nên muốn thu hắn làm đồ đệ. Mà hắn thì không phụ sự chờ đợi của mọi người, bị lão đạo sĩ kia lửa ôm đi làm đồ đệ thật. Chẳng biết người cha bán quan tài của hắn sẽ đau lòng đến mức nào. Sau khi tu luyện với lão đạo sĩ già được vài năm thì hắn mới biết thầy mình là một vị tán tu, lão tình cờ có được một bộ phận đạo thống tên là Quỷ môn khu quỷ giả và tu luyện khắc khổ tới nay. Thế nhưng đạo thống cũng không hoàn chỉnh mà nát băm nát vằm, cùng lắm chỉ giúp lão lên được đến cảnh giới nhị phẩm. Vài năm sau, đạo sĩ già bị người ta chém chết. Bởi vì bọn họ là quỷ tu tà môn, thường xuyên chơi đùa với oán quỷ nên mới bị người ta chém chết, đến thi thể cũng chẳng tìm được trong mộng, từ đó hắn đành phải tự lực cánh sinh. Cái chết của lão đạo sĩ cho hắn một bài học đắt giá, hắn bắt đầu ngày càng cẩn thận dè dặt, thực lực càng cao lên, gan lại càng nhỏ đi. Cuộc sống của hắn sau đó y hệt như nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tà ác. Để có thể tiến thêm một bước cảnh giới, hắn dùng mọi biện pháp, nuôi đủ thứ ác quỷ, tà quỷ, tìm kiếm đủ kiểu động thiên phúc địa để bồi dưỡng quỷ vật. Mục tiêu lớn nhất của hắn là tìm được một linh quỷ, mượn công hiệu đặc thù của linh quỷ giúp mình tăng cao cảnh giới. Trong thời gian đó, để cung ứng cho việc nuôi dưỡng ma quỷ, hắn không từ bất cứ chuyện gì. Tỷ như lúc này đây, hắn vừa làm thầy trừ quỷ, vừa kiêm luôn lão đại của một tổ chức sát thủ. Sau đó, vào một ngày nó khi đang tìm kiếm bảo vật, hắn vô tình phát hiện ra một phúc địa cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng quỷ vật, đó là một ngôi chùa tên quỷ đăng. Quan trọng hơn là trong chùa quỷ đăng có một linh quỷ, khiến cho hắn mừng rơi nước mắt đây không phải là mơ. Tống Thư Hàng lập tức tỉnh táo lại, trong chớp mắt khi chùa quỷ đăng xuất hiện, hắn đã hiểu ra. Chẳng lẽ đây là ký ức của đàn chủ ư? Chùa quỷ đăng, phố La Tín. Hắn, quỷ tu trong giấc mộng là đàn chủ sao? Vì sao mình lại mơ thấy đàn chủ? Nỗi nghĩ hoặc dâng lên trong lòng Tống Thư Hàng. Giấc mộng còn đang tiếp diễn. Sau khi, hắn, ở trong mộng thăm dò chùa quỷ đăng một lần thì vô cùng thất vọng. Bởi vì, hắn, đến chậm một bước, chùa quỷ đăng đã bị người ta mua đứt và thiết kế trận pháp từ lâu. Phong ấn kia vừa nhìn đã biết là cao nhân lập ra, hắn không dám ra tay phá bỏ, chỉ sợ không cẩn thận đánh động cao nhân, sẽ bị người ta chém giết trả thù. Nhưng trước mặt một phúc địa nuôi quỷ và một linh quỷ, hỏi hắn làm sao có thể không động lòng. Linh quỷ, là linh quỷ đó. Mình không thể tự thân phá trận nhưng có thể mượn tay kẻ khác, tìm kẻ chết thay để phá trận cơ mà tuy rằng trận pháp vây khốn linh quỷ rất tinh diệu, nhưng chỉ cần mình tìm ra mắt trận là có thể phá rồi. Mà nếu mượn tay kẻ khác để phá trận, thì dù sau khi xong chuyện cao nhân kia có xuất hiện, cũng chỉ chút giận lên kẻ chết thay mà thôi. Vì thế, hắn hóa thân thành một thầy phong thủy, trăm phương ngàn kế lừa gạt chủ nhân của chùa quỷ đăng là Hoàng Đại Can, cổ động hắn phá rỡ chùa, cày thành một bãi tha ma. Chùa quỷ đăng bị rỡ, bãi tha ma hình thành được thầy phong thủy do hắn giả trang chỉ điểm hoàng đại căn tự tay ôm bia mộ của mình ra mộ địa đứng ở một bảo địa phong thủy cũng chính là mắt trận mà hắn trong mộng vất vả tìm ra mộ bia vừa dựng tầng trận pháp phong ấn đầu tiên mà cao nhân lập nên cũng bị phá hủy linh quỷ trong chùa quỷ đang gào thét lao ra hút khô toàn bộ huyết khí của hoàng đại căn hoàng đại căn bị hút cạn huyết khí thì không chết ngay mà chỉ cảm thấy thân thể yếu đi hắn về nhà ốm nặng một trận 7 ngày sau mới chết. Linh quỷ hút khô huyết khí của hoàng đại căn lại không rời đi mà ở nguyên vị trí ban đầu. Điều này làm cho hắn vô cùng vui sướng. Tuy rằng hắn đã bố trí một trận pháp kết giới phong ấn bên ngoài chùa quỷ đăng, thế nhưng vật liệu bố trí trận pháp rất quý hiếm, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm vẫn hơn. Trận pháp kết giới bị tấn công thì tài liệu sẽ hao tổn, linh quỷ không tấn công kết giới giúp hắn tiết kiệm được không ít tài liệu. Sau khi trận pháp mà cao nhân lập ra bị phá, hắn không vội vã thu phục linh quỷ ngay. Thứ nhất là hắn lo vì cao nhân kia sẽ nhanh chóng tìm đến. Thứ hai, linh quỷ kia còn chưa nuôi đủ, cần phải ở lại phúc địa này để bồi dưỡng thêm một thời gian. Việc tiếp theo đó thì người trong cả khu phố La Tín đều biết, người nhà hoàng đại căn gào khóc mang thi thể ông ta chôn vào mộ địa. Hành động này lại chọc giận linh quỷ Linh quỷ nhân lúc người nhà hoàng đại căn khóc tang bèn chạy ra đi quanh một vòng, hút gần hết khí huyết của tất cả bọn họ. Người nhà họ Hoàng lúc về bắt đầu nối nhau đổ bệnh. Một năm sau, cả nhà họ trước sau bị chôn vào mộ phần này. Có lẽ sau khi hấp thu nhiều khí huyết như thế, linh quỷ đã tạm no rồi. Cho nên những người đưa ma cho người nhà của hoàng đại căn tránh được kiếp nạn. Vài năm sau đó, hắn, trong giấc mộng ở lại khu phố La Tín, trông giữ mộ địa của hoàng đại căn. Ngày ngày quan sát linh quỷ trưởng thành. Giấc mộng tiếp nối tới đây, Tống thư hàng lại nghi hoặc. Nếu đã phá trận thì vì sao khi linh quỷ trưởng thành rồi, đàn chủ lại không mang nó đi? Chương 101, nguyền rủa. Ở trong mộng, hắn cũng có thể nói là đàn chủ, sống bên mộ của tên hào hoàng chừng 10 năm. Vị tiền bối cao nhân trong tâm tưởng không hề xuất hiện, linh quỷ thì sắp trưởng thành. Hắn vui mừng quá đỗi. Xem ra vị cao nhân ấy không thèm để ý tới linh quỷ và khu dưỡng linh bảo điện này. Đợi thêm chút nữa, đợi đến khi linh quỷ trưởng thành, hắn có thể lấy nó ra. Có lẽ, khu la tín chính là phúc địa của hắn. Năm thứ 20 sống ở đây, hắn lại có được một linh quỷ chưa trưởng thành khác, đúng là vận may từ trên trời rơi xuống. Điều này khiến hắn mừng rỡ như điên. Nếu có thời gian, đợi đến khi hai con linh quỷ này trưởng thành, dù cho đạo thống quỷ môn khu quỷ giả của hắn chưa hoàn thiện thì với năng lực đặc biệt của linh quỷ là có thể nâng cảnh giới của hắn lên một đại cảnh giới nữa có thể kéo dài tuổi thọ sau đó hắn liền làm một chuyện khiến mình hối hận cả đời hắn vui sướng cất con linh quỷ mới kia vào mộ của hoàng đại căn muốn nương trốn phúc điện này để nó trưởng thành nhanh hơn nào ngờ việc này lại dẫn tới bi kịch con linh quỷ thứ hai vừa được đưa vào mộ liền không thể lấy ra nổi hơn nữa còn kích hoạt đại trận phong ấn là linh điệp tôn giả đã bố trí sáu tầng phong ấn mạnh mẽ mở ra đè lấp lên nhau nếu không phải hắn nhanh chân chạy được thì đã bị trận pháp đánh chết rồi trước kia khi phong ấn chưa bị kích hoạt đàn chủ còn vào nghĩa trang để quan sát linh quỷ được mà giờ hắn thậm chí không thể tiếp cận mộ của hoàng đại căn được hơn nữa sáu trận pháp phong ấn này có sức tấn công rất lớn khác hẳn với trận pháp phong ấn linh quỷ trong đó còn có một trận pháp huyết mạch, nếu không có hậu bối có dòng máu của cao nhân lập trận xuất hiện, thì sáu trận pháp này luôn ở trạng thái kích hoạt. Bảo sao, khi mình phá hủy trận pháp phong ấn linh quỷ rồi, con linh quỷ nọ vẫn ở trong quỷ đăng tự, ra là nó không trốn ra nổi. Tiền bối thật đáng sợ, nháy mắt một cái đã dậy hắn thành người. Sáu trận pháp này có kết cấu phức tạp như ấy, bằng trình độ và thực lực của hắn, không thể gỡ bỏ được hắn chỉ đành trơ mắt bảo vệ cái tòa mộ này. Ngày qua ngày, năm qua năm, tuyệt vọng, hắn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ngay lúc hắn định bỏ cuộc, hoặc là liều mình lao vào trong sáu trận pháp ấy, thì bỗng có một đôi nam nữ trẻ tuổi tới khu La Tín, tới bên mộ của Hoàng Đại Căn. Mọi chuyện, có cơ hội rồi. Mình đang xem tiểu thuyết bi kịch ấy hả? Nhìn đến đây, Tống Thư Hàng đã rõ những chuyện xảy ra tiếp theo. Vị đàn chủ này cũng tài, làm tu sĩ mà lại thảm hại như hắn đúng là hiếm quả nhiên diễn biến tiếp theo là cặp thanh niên kia lấy mất linh quỷ đàn chủ bị thực lực của vũ nhu tử dọa cho run rẩy tiếp đó khung cảnh bỗng nhiên biến đổi nó nhảy vọt qua rất nhiều diễn biến và nội dung đường sống sao ha 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 nhưng là nhưng là bổn tỏa có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng một bóng hình khí phách nhìn xuống đàn chủ trong giấc mộng cái bóng hình ấy ngùn ngùn khí thế Khiến Tống thư hàng cảm thấy mất mặt chết đi được, chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui vào, cái cảnh nghĩ lại thôi cũng thấy mất mặt này, đừng có tua lại chứ. Lúc này, cảnh tượng trong giấc mộng lại biến đổi. Kiếm, kiếm, bóng dáng khí phách nó vung liền hai nhát kiếm, khiến hắn trong giấc mộng bị chém tan tành. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ta hóa thành lịch quỷ, mãi mãi kiếm tìm, bắt ngươi đền mạng. Hắn của trong mơ giống lên như vậy hận, hận, hận. Hận số mệnh mình chắc trở, hận đạo thống chưa hoàn thiện, hận thiên địa bất công, hận cái tên lửa gạt nuốt lời ấy. Hóa thành lịch quỷ, đời đời kiếp kiếp cuốn lấy tên kia, bắt phải đền mạng. Nỗi hận lớn lao, và lời nguyền rủa của hắn trước khi chết, khiến Tống Thư Hàng choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn nhìn sang chung quanh thì thấy ba tên bạn cùng phòng đương chìm trong giấc ngủ, thổ ba còn ngáy khò khò. Tống Thư Hàng lặng lẽ sử dụng, tinh thần trinh thám pháp, để quan sát từ phía, ký tức xá vô cùng yên ắng, không có điều gì bất thường. Sao mình lại có giấc mơ kỳ quặc thế nhỉ? Chẳng nhẽ bởi ban ngày chém đàn chủ, rồi ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Không đúng, nếu là ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy, thì giấc mộng này không nên thật đến thế. Đây không phải mộng, mà là ký ức của đàn chủ. Trong đó hiện hữu rất nhiều chuyện mà Tống Thư Hàng không biết, hắn tự nhận thế là trí tưởng tượng của mình không có phong phú đến thế, không thể tưởng tượng cả một cuộc đời của đàn chủ là nguyền rủa hay là bị quỷ nhập vào người, điều mà tống thư hàng nghĩ đến chỉ có thể là lời nguyền mà đàn chủ để lại trước khi chết, chỉ có lời nguyền tràn ngập hận thù ấy mới tạo nên giấc mơ kỳ quái này. không được mai phải qua bên dược sư tiền bối hỏi xem giấc mơ này là sao, không biết rõ ngọn ngành là lại thấy canh cánh trong lòng tống thư hàng lẩm bẩm. Hôm sau, mùng 8 tháng 6, trời nhiều mây. Thời tiết vẫn vô cùng nóng nực, nhưng việc cụ Thái Dương vắng bóng khiến số người đến xem đại hội thể dục thể thao tăng lên nhiều. Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng kỳ quái, Tống Thư Hàng không ngủ nổi nữa. Sáng sớm, hắn đang định qua tìm dược sư, thì lại nhận được tin nhắn từ dược sư tiền bối. Tin nhắn gửi đến một địa chỉ bưu điện, là địa chỉ ngôi chùa của thông huyền đại sư, hắn nhờ Thư Hàng lựa lúc rồi gửi, phi kiếm, về đó qua đường bưu điện. Bên cạnh đó, dược sư còn bảo thêm rằng, hôm nay hắn ra ngoài bàn công chuyện, chưa chắc đã về. Thư hàng nhắn lại hai chữ. Đã đọc. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, nhận thấy dạo gần đây chẳng có cơ hội dùng, phi kiếm thì gửi nó về luôn đi. Vậy nên, thư hàng liền tìm tấm danh thiếp của tư mã giang thuộc công ty chuyển phát nhanh phong thu, rồi gọi điện cho hắn. Alo, là tiểu giang của công ty chuyển phát nhanh phong thu đấy à? Đầu dây bên kia sững ra một hồi, rồi như nhớ ra điều gì mới đáp lại. "Là cậu thư hàng đó hả? Đúng, tôi đây, tôi đây. Hôm nay có đồ gì muốn chuyển phát hả?" "Ừm, có kiện đồ muốn gửi đi, anh có thời gian qua lấy không?" Tống thư hàng hỏi. "Không thành vấn đề, tôi qua luôn đây." Tư Mã Giang vội vàng đáp. Tống thư hàng nói thêm, "Không cần gấp đâu, là đồ bình thường thôi, anh qua từ từ cũng được." "Không sao đâu." Tôi rảnh lắm, đến luôn đây. Tư Mã Giang cười ha ha đáp. Dạo gần đây, Tống Thư Hàng chỉ hận không thể dành mọi thời gian rảnh cho việc tu luyện, chiếm được khí huyết đan mà không dùng, chẳng phải quá lãng phí thời gian sao. Nhưng hôm nay có hạng mục thi đấu của Thổ Ba và hai người khác, thân là bạn cùng phòng, hắn nhất định phải đi cổ vũ. Còn nửa tiếng nữa là tới trận của Dương Đức, thằng đấy đăng ký nội dung chạy 100m của Nam. Thổ Ba hâm mộ vô cùng. Hắn cũng muốn đăng ký mấy trận ít tốn sức như chạy 100 mét. Tiếc rằng lại chậm chân hơn Dương Đức, bị chiếm mất suất đó rồi. Thổ Ba Đành phải đi đăng ký chạy 800 mét tiếp sức. Lúc này, Dương Đức đã thay đồ xong, đang khởi động trước khi chạy. Tống Thư Hàng và hai người bạn cùng phòng khác tới đường chạy trước, chuẩn bị tinh thần để cổ vũ cho hắn. Đang đi, di động của Cao Mỗ Mỗ đột nhiên vang lên một đoạn thở gấp của một ca khúc rất nổi tiếng của chừng mấy năm trước uy phong đường đường, để lấy bài hát này làm nhạc chuông, phải mặt dày mới làm nổi. Cao mỗ mỗ bình tĩnh rút di động ra xem, thì thấy số lạ rất kỳ quái, vậy nên, hắn vui vẻ vô cùng, nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi. Cái thời này, dãy số lạ thì đa phần toàn là lừa đảo. Nếu là lừa đảo, thì nhân lúc đang chán, kéo qua tám chuyện cũng được, dù sao cũng không tốn tiền. Nếu là nữ lừa đảo thì càng tuyệt, cao mỗ mỗ có thể phát huy sức chiến đấu gấp 3 nếu là cái cái kẻ chỉ định nháy máy cho vui, thì càng tốt, có thể khiến hắn tốn tiền gọi. Alo, xin chào, xin chào. Vừa bắt máy xong, cao mỗ mỗ liền lên tiếng, sợ đầu dây bên kia cúp mất. Phía đầu bên kia im lặng một hồi lâu, rồi hỏi dò, cao mỗ mỗ hả? chương 102, Gia cát trung dương. Ha, tao còn tưởng gọi nhầm số chứ. Đầu dây bên kia thở vào nhẹ nhóm, rồi bảo, tao sắp đến Đại học Giang Nam rồi, qua đón tao đi hả đón á xin hỏi ai đấy ạ à? cao mỗ mỗ cảm thấy mông lung quá lại còn chạy đến đại học giang nam cơ đấy ai thế đau lòng chết mất chẳng nhẽ mày không nhận ra giọng nói của tao à kẻ nọ nói với điệu vô cùng khoa trương là tao đây là đứa bạn tốt nhất của mày đây kiều trì đây kiều trì cao mỗ mỗ cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể gán cái tên này cho bất cứ người quen nào chưa nghe bao giờ người nọ im lặng hồi lâu đừng có kéo dài thời gian nữa, mau nói đi, ai đấy, không nói là tôi cúp đó. Cao mỗ mỗ bảo, tao đây, ra cắt trung dương đây, người nọ bất đắc dĩ lắm, đành nói lại tên. Vừa nghe tên này, mặt cao mỗ mỗ liền cắt không còn giọt máu, hắn nhớ lại cái ngày mình bị dán môi mình bị ốp màng bọc thực phẩm, cái ngày trinh tiết của mình bị vấy bẩn. Gia Cát Trung Dương, anh của Gia Cát Nguyệt, cũng là thằng bạn nối khố của Cao Mỗ Mỗ. Cũng giống như Gia Cát Nguyệt, gia cát trung dương là con lai cũng giống như gia cát nguyệt thằng này cũng là cục nợ to đùng cao mỗ mỗ hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên giơ điện thoại ra xa mình tiếp hô lên alo alo mày vừa nói gì thế a à, bên này tín hiệu kém quá tao không nghe được tao đang bận lắm muộn muộn tí mày gọi qua nhá a à, điện thoại tao hết pin rồi thế nha cúp máy đây nói xong hắn dập máy chẳng chút do dự trong lúc tham gia đại hội thể dục thể thao, nhất định không được dây dưa với hai kẻ họ ra cắt này. Nhưng hắn vừa cúp máy xong, thì ra cát trung dương liền gọi lại ngay tắp lự. Lại gọi hả, mặt cao mỗ mỗ tái mét, sau đó hắn lại nhanh chóng bắt máy, rồi nói. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sorry the number you dial out is out of service. Lặp lại câu đó hai lần xong, cao mỗ mỗ định tắt nguồn luôn cho tiện. Thằng chó, cao mỗ mỗ, mày dám cúp máy của tao xem. Tiếng thông báo của di động rõ ràng là nam nữ luân phiên. Tao ít học, mày đừng có lừa tao chứ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm gừ giận dữ, mày không muốn đón tao thì nói luôn đi, kiếm cớ này cớ nọ làm gì. Thì tao sợ làm tổn thương trái tim yếu đuối của mày chứ sao, thế giờ tao nói rõ luôn nhé. Tao, không, muốn, đón, mày. Cao mỗ mỗ nhếch mép cười gian trá. Thằng chó, mày chờ xem ra các trung dương cúp mấy cái rụp. Cao mỗ mỗ bày ra cái vẻ mặt đắc ý. Ai đấy, Tống Thư Hàng hỏi dò, người có thể khiến mặt Cao mỗ mỗ tái mét làm gì có mấy ai. Một đứa phiền phức lắm, Cao mỗ mỗ làm cái vẻ mặt rất thốn, tự luyến phát rồ, còn tự cho rằng mình đẹp đẽ lắm. Hơn nữa, còn soi mói điên lên được, dù thấy bất cứ thứ gì, cũng phải xét nét khinh bỉ một hồi. Ăn bát phở ở ven đường thôi mà phải chỉ ra mười mấy thứ để phàn nàn. Điều quan trọng hơn là thằng đấy còn không biết giữ mồm giữ miệng, mở miệng ra là gợi đòn. Tóm lại, tao chẳng biết đối phó sao nữa. Cao mỗ mỗ dùng nào thì phát rồ, nào thì điên lên được để miêu tả tâm trạng của mình. Nghe đã thấy sợ rồi, lâm thổ ba thở dài. Tống thư hàng nắn cầm. Nếu phiền phức thế thì thằng đấy bị mày đuổi đi dễ thế sao? Cao mỗ mỗ xứng ra hay là tao xin nghỉ rồi bọn mình tìm chỗ nào quẩy cả ngày đi tao mời, được không? Thế rồi, 15 phút sau, một thanh niên con lai, đẹp trai, tóc vàng, xuất hiện ở Đại học Giang Nam. Hơn nữa, hắn ta còn dễ dàng tìm thấy Cao Mỗ Mỗ. Cao Mỗ Mỗ, mày ngây thơ quá đấy. Mày tưởng một cú điện thoại là đuổi được tao à? Anh chàng tóc vàng tuấn tú hất hất mái tóc dài, nở nụ cười gian tà. Tống Thư Hàng nhìn thấy Cao Mỗ Mỗ run lẩy bẩy. Cậu thanh niên tóc vàng đẹp trai, ra cắt trung dương, lấy di động ra, rồi lướt lướt vài đường để tìm một ứng dụng kỳ quái, hắn đắc ý khoe với cao mỗ mỗ. Thấy chưa, chỉ cần điền số điện thoại của mày vào ứng dụng này, tao có thể tìm được vị trí của mày với độ chính xác trong tầm bán kính 5 mét, tao tiêu tiền cho người ta làm riêng cho mình đấy. Vậy nên, gọi mày tới đón chẳng qua là cho mày một cơ hội thôi, mày không đến tao cũng tìm qua được. Thời đại này, dùng số điện thoại di động là kiếm được vị trí của người khác rồi sao? Tống Thư Hàng cảm thấy sự riêng tư của mình gặp nguy rồi. Sau khi huynh hoang xong, Gia Cát Trung Dương sung sướng nhìn cái mặt xoắn như bị bón của cao mỗ mỗ, rồi vui vẻ chạy tới cạnh thổ ba, bắt tay rất nhiệt tình. Ha ha, mấy cậu là bạn của cao mỗ mỗ hả? Chào nha, tôi là bạn từ thuở nhỏ của nó, tôi là Gia Cát Trung Dương. Cái vẻ nhiệt tình của hắn thật khiến người ta hoang mang. Nhìn đâu có đáng ghét như lời cao mỗ mỗ nói nhỉ thổ ba nghĩ thầm sau khi bắt tay với gia cát trung dương hắn tự giới thiệu tôi là lâm thổ ba cậu gọi tôi là ba tử hoặc tiểu ba đều được thổ ba ha 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 tên này hài thật đấy sánh ngang với cái tên dởm của cao mỗ mỗ được rồi trước giờ tôi vẫn nghi ngờ không biết cao mỗ mỗ có phải con ruột của bố mẹ nó không hồi nhỏ tôi còn tưởng cao mỗ mỗ là quà tặng kèm lúc bố mẹ nó đi mua sữa chua ấy cậu thì sao hồi bé cậu cũng được tặng kèm lúc nạp tiền điện thoại à Gia Cát Trung Dương cười ha hả, gân xanh trên trán thổ ba lần lên, tao rút lại lời ban này, thằng này đáng ghét quá đi mất, vừa gặp đã khiến người ta tăng huyết áp rồi. miệng nói bậy nói bà thế này, sống đến giờ mà chưa bị đánh chết thì đúng là kỳ tích. Sau đó, Gia Cát Trung Dương lại nhiệt tình bắt tay với Tống Thư Hàng. Còn bạn này tên gì nhỉ? Tống Thư Hàng, thư hàng vẫn nói tên mình, tên hắn chắc chẳng có chỗ nào để cười đâu nhỉ. Tên hay lắm. Đây mới là tên của con ruột chứ. Bạn này trắng nhỉ, nhìn như mấy thanh niên mặt búng da sữa ấy, chắc được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ. Dạo gần đây, gái ở Hoa Hạ thích kiểu búng da sữa này lắm. Gia Cát Trung Dương lại tiếp tục cười ha hả. Tống Thư Hàng giật giật khóe miệng, tạm thời vẫn chưa có bạn gái. Hả, giờ tiêu chuẩn của tụi con gái cao thế à? Gia Cát Trung Dương thoáng nghi hoặc, sau đó liền vỗ mạnh vào vai Tống Thư Hàng, cần người anh em này giúp không? Không phải khoe chứ chỉ cần một cuộc gọi của tôi, thì gái sinh trong sáng, hoặc đẹp lung linh, nàng loli nhiệt tình hay nàng lạnh lùng như trong anime, đều không từ chối, đều sẽ hớn hở chạy đến tìm tôi. Gã này tỉnh như ruồi ấy. Giỏi thế cơ à, Tống Thư Hàng không nhịn được mà trêu Gia Cát, chẳng nhẽ cậu làm nghề chuyển phát nhanh. Câu miêu tả kia của Gia Cát Trung Dương có khác gì anh chuyển phát nhanh đâu, gọi một cú là khiến các cô nàng thuộc đủ loại tính cách, đủ loại ngoại hình đều vui vẻ chạy xuống nhận đồ. Gia Cát Trung Dương ngẩn ra, một lúc sau mới lắc đầu, nói rất tự tin. Thư Hàng Hà, cậu gặp thanh niên chuyển phát nhanh nào như tôi chưa? Trên đời này làm gì có thanh niên chuyển phát nhanh nào đẹp trai, giàu có như tôi? chương 103, gia đình kỳ quái. Ông chú chuyển phán nhanh vừa xuống xe, liền lấy điện thoại ra bấm số rồi cất giọng sang sảng. Alo, cậu Thư Hàng đấy à? Tôi đây, tiểu gian của công ty chuyển phát nhanh thu phong, tôi đến Đại học Giang Nam rồi, cậu đang ở đâu đấy? Để tôi qua tìm. Sau khi Tống Thư Hàng bắt máy, chẳng mấy chốc mà đã thấy được vị trí của Tư Mã Giang. Tiểu Giang, tôi đứng đối diện anh chừng 100 mét, chỗ đường chạy ấy. Sau đó, hắn vẫy vẫy tay với Tư Mã Giang, chạy qua đón. Thấy bóng Thư Hàng đi xa, cao mỗ mỗ cười ha ha. Hắn tiến lên vỗ vỗ ra các trung dương, với vẻ mặt rất quái lạ, hắn chỉ chỉ về phía Tư Mã Giang thấy chưa, thanh niên chuyển phát nhanh đấy, ngoại hình chẳng kém mày đúng không? Hơn nữa, với cái tuổi ấy, anh ta có sức hấp dẫn hơn mày nhiều, đứa tuấn tú như mày đứng trước mặt người đó thì chẳng là gì cả. Câu này của Cao Mỗ Mỗ đang nhắm vào cái lời, trên đời này làm gì có thanh niên chuyển phát vào vừa đẹp trai vừa giàu có như tôi của gia cát trung dương ban nãy. Mày thấy chưa, tự luyến quá, nháy mắt một cái đã bị phản đòn rồi. Vừa nói xong thì xuất hiện ngay một ông chú chuyển phát nhanh quyến rũ thế kia. Cao mỗ mỗ thầm bấm like cho Tống Thư Hàng. Được rồi, đẹp trai xem xem tôi thì sao chứ? Gia Cát Trung Dương cười gian trá, còn đắc ý bảo, tao trẻ hơn ông đấy, hơn nữa, chắc chắn là tao giàu hơn một đứa chuyển phát nhanh rồi. Tự luyến đến cái trình độ như hắn đây, sao có thể dễ dàng bị phản đòn thế được. Trong lúc hai bên đối đáp, Tống Thư Hàng đã dẫn Tư Mã Giang về cạnh bọn họ. Thổ ba, cao mỗ mỗ, tao dẫn Tiểu Giang về phòng ký túc để lấy đồ trước. Nếu không về kịp, thì hai đứa nhớ cổ Vũ Dương Đức luôn cả phần của tao đấy. Cứ giao cho bọn tao, chú chuyển phát à, chú đến đúng lúc quá. Thổ ba giơ ngón cái tạo dấu like, like cho chú chuyển phát 32 cái luôn. Từ mã Giang nghe vậy chẳng hiểu sao với sao, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng người ta là bạn cùng phòng của Tống Thư Hàng, lại còn nhiệt tình như vậy, nghĩ nghĩ một chút, hắn cười ha ha tôi là nhân viên chuyển phát chuyên nghiệp mà, đương nhiên phải đến đúng thời điểm như con mưa chứ. Trong lúc nói, hắn rút một tấm danh thiếp ra đưa cho thổ ba, rồi tự giới thiệu. Tôi họ tư mã, tên một chữ giang, có gì cần cứ gọi điện cho tôi. Chú à, chú khách xáo quá, cháu là thổ ba. Nhưng cháu không có danh thiếp để đưa lại rồi. Thổ ba đón lấy tấm danh thiếp, cười hì hì bảo. Tư mã giang cười sang sảng rồi cũng đưa danh thiếp cho cao mỗ mỗ và ra cát trung dương sau đó hắn cùng tống thư hàng đi về phía ký túc xá đợi đến khi hai người nọ đã đi xa cao mỗ mỗ mới cầm danh thiếp lên nhìn hỏi sao danh thiếp của chú chuyển phát này chỉ có mỗi tên và số điện thoại thôi nhỉ làm chuyển phát mà có tên với số điện thoại là đủ rồi ra cát trung dương cất bừa tấm danh thiếp người ta đưa dù dùng hay không thì cũng phải nhận cho phải phép thôi tên này nghe quen quen thổ ba cười bảo rồi cất danh thiếp đi mà này, Trung Dương, mày tới Đại học Giang Nam làm gì đấy? Nói thật đi, không thì đừng trách tao mà kệ mày. Cao mỗ mỗ tranh thủ hỏi lại đề tài ban nãy. Gia Cát Trung Dương nghe vậy, mặt méo sạch, bực bội bảo. Tao lén qua đấy, bởi tao muốn nhìn vợ tương lai của mình một chút. Gì cơ, Cao mỗ mỗ bàng hoàng, mày có vợ từ hồi nào thế? Hay là mày muốn cưới vợ đến điên rồi? Mày chết đi, Gia Cát Trung Dương nói với điệu bực dọc, chuyện là thế này, hôm trước, đương lúc ăn cơm trưa, ông già nhà tao bảo với tao rằng, lão chuẩn bị kiếm cho tao một tấm vợ, sau đó cuối năm cưới. Muộn nhất là hai năm sau, lão ấy muốn có cháu. Sóng lão lúc đó kiên định lắm, tao nghe mà sợ tè ra quần. Nếu không phải đang ăn cơm, chắc tao khủy xuống cho lão ấy coi rồi. Vậy nên, mày định làm như mấy bộ môn tình máu chó, không muốn kết hôn, lại thêm cái tuổi phản nghịch, vì muốn chống lại đám cưới này nên mới trốn khỏi nhà ấy hả? Cao mỗ mỗ nói, cũng không đúng, sao mày biết vợ tương lai của mày là ai chứ? Hơn nữa còn chạy đến đại học Giang Nam của bọn tao làm gì? Mày nghĩ linh tinh cái gì đấy? Tao nói cho mày nghe, đêm đó, tao trộm trộn thêm một xíu rượu thiêu đao tử với rượu lộc đảo đại bổ của lão đấy. Ông nhà nhà tao cũng kỳ thật, không nhấm được cái món tuyệt rượu đó, mới hai chén đã say quắc cần câu. Sau đó, tao dùng mọi thủ đoạn để moi sạch tình báo từ lão ấy. Ông già nhà tao tìm được 5 cô con dâu dự bị, ở hoa hạ hết. Trong số đó có một cô họ lục, tốt nghiệp từ Đại học Giang Nam. Gia Cát Trung Dương lau mặt rồi nói tiếp. Tao định tự mình qua xem, năm cô vợ dự bị ấy như thế nào, rồi tiếp xúc với từng người coi sao. Nếu trong số họ có cô nào không tệ, đôi bên vừa ý nhau thì tiến tới kết hôn, sinh con cũng được. Còn nếu cả năm cô đều không vừa mắt, tính cách không hợp, thì tao sẽ về nhà, rồi nhanh chóng kiếm một cô mình thích trước dịp cuối năm, hai đứa nắm nắm tay, rồi chừa một đứa cho thỏa mãn cái ý muốn ôm cháu của ông già. Vậy nên, tao vội vàng bay cả đêm tới hoa hạ đấy. Mày cũng liều thật đấy, cao mỗ mỗ cảm thán, lỡ đâu ông già nhà mày chỉ hứng lên thì sao? Làm gì có chuyện đấy, chắc chắn là lão tính toán lâu rồi. Nếu chỉ hứng lên, thì sao đã kiếm được cho tao năm cô vợ dự bị chứ? Gia Cát Trung Dương hừ lạnh, từ lúc tao mới lên người, lão đã bắt đầu nhắc đến chuyện tìm vợ cho tao. Lão âm mưu suốt bao năm như vậy, nhất định là quyết tâm muốn bế cháu. Con mới lên người mà đã muốn kiếm vợ cho nó sao? Hơn nữa lại thêm thằng con trộn rượu có độ cồn cao như thiêu đao tử cho bố uống. Cao mỗ mỗ trợn trắng mắt khinh bỉ, quả nhiên, cả cái gia đình gia cắt ấy đều là lũ kỳ quái. Hồi bé mình mù dở thế nào mà lại đi chơi với cái nhà này chứ? Ở phía bên kia, tư mã giang đã nhận kiện hàng của Tống thư hàng, đang nhìn thông tin của người nhận. Người nhận, Thông Huyền đại sư. Lại là một người tai to mặt lớn, lần chuyển phát này nhất định phải đưa tận tay, tranh thủ để Thông Huyền đại sư quen cái mặt mình. Dù không được quen mặt thì cũng phải khiến đại sư nghe quen tai cái tên của mình. Cậu thư hàng, thế tôi nhận chuyến này nhé. Tôi cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tự mình đưa tận tay người nhận. Tư mã giang cất kỹ kiện hàng, bảo. Không cần vội thế đâu, chuyển bằng tốc độ bình thường là được. Phí bao nhiêu nhỉ, thư hàng hỏi. Chuyển phát với tốc độ thường, 10 tệ là được. Tư mã giang đáp. Tống thư hàng liền nhanh chóng thanh toán. Vất vả anh rồi. Không sao, sau này cậu muốn chuyển phát cái gì thì cứ gọi tôi một tiếng, một ngày 24 tiếng, thích gọi lúc nào cũng được. Sau đó, tư mã giang cầm kiện hàng, vỗ ngực cam đoan, Tạm biệt thư hàng rồi, hắn vui vẻ lên xe, đi về trụ sở của công ty chuyển phát nhanh Thu Phong ở khu Giang Nam. Ở đó đã đậu sẵn một chuyên cơ đang chờ, thủ tục xin cất cánh đã làm xong hết rồi, lúc nào cũng có thể bay được. Xe chuyển phát phóng như bay trên đường quốc lộ, y như cái sự sung sướng trong lòng Tư Mã Giang bấy giờ. Khi xe của Tư Mã Giang lái qua con đường quốc lộ liền với quảng trường Đại Cát, có một người đàn ông ở bên đường bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chiếc xe chuyển phát với vẻ nghi hoặc. Cái cảm ứng vừa nãy là từ chiếc xe chuyển phát này sao? Hắn sờ vào ngực mình, nơi đó có một lá bùa đỏ thấm hơi nóng lên. Hậu nhân của Tô thị định ra ngoài sao? Sao hôm nay lại chọn một chiếc xe chuyển phát để xuất hành nhỉ? Chẳng kịp nghĩ nhiều, người đàn ông liền cưỡi xe máy, rồ ga, phóng theo chiếc xe chuyển phát nọ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ trong một buổi sáng, hạng mục thi đấu của ba đứa bạn cùng phòng đã xong cả. Chiều đến Cao mỗ mỗ bị Gia Cát Trung Dương rủ vào cái kế hoạch, làm thế nào để hẹn gặp cháu dâu tương lai của nhà Gia Cát chắc một lúc lâu cũng không về được. Ca lo tích chữ bao nhiêu năm của Dương Đức đã hao sạch trong cuộc thi chạy trăm mét sáng nay, chiều này, hắn muốn nằm bẹp ở trong phòng thuê. Thổ ba vác máy tính đi theo Dương Đức, mạng bên Dương Đức nhanh hơn ở trường. Thư hàng thấy hôm nay được một hôm âm u hiếm hoi, thời tiết không tệ. Tu luyện thôi. linh 104, công phu của Trung Hoa đầu giờ chiều, ở khu thứ ba của trường đại học, tại một tòa nhà hoang. Khi nơi này còn chưa bị nhà trường dỡ bỏ, hoặc bị ai khác phát hiện, thì đúng là một nơi luyện công thích hợp. Như mọi lần, Tống Thư Hàng luyện kim cương trụ cột quyền pháp trước, để huyết khí toàn thân sôi trào, rồi mới dùng chân ngã minh tưởng kinh để dẫn một luồng khí huyết về tâm khiếu. Nhất phẩm tu sĩ được chia thành 6 cảnh giới nhỏ, khai tâm khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu, nhĩ khiếu, khẩu khiếu và cuối cùng là dược long môn. Trong đó, khai tâm khiếu còn thường được gọi là 100 ngày cơ bản. Còn dược long môn thì lại là lằn danh giữa nhất phẩm và nhị phẩm. Vượt được thì như cá chép hóa rồng, thăng lên cảnh giới nhị phẩm, vượt không nổi liền cạn sạch khí huyết, cảnh giới rơi xuống khẩu khiếu. Chỉ có thể tích lũy khí huyết một lần nữa, để tiếp tục xông qua long môn thần bí kia. Hiện Tống Thư Hàng đang ở giai đoạn khai tâm khiếu. Theo tốc độ trung bình, nếu không còn thứ gì bổ trợ, thì để mở được khai tâm khiếu cần khoảng thời gian chừng trăm ngày. 30 ngày đầu, mỗi ngày chỉ có thể tích lũy một luồng khí huyết, sau đó, khi thể chất của tu sĩ không ngừng tăng lên, ngày ngày đều có thể tu luyện, số lượng khí huyết được tích lũy cũng từ từ tăng lên, số khí huyết tích lũy được mỗi ngày sẽ dao động từ 3 cho đến 10 luồng. Để vươn đến ngưỡng cao nhất của khai tấm khiếu, cần khoảng 300 luồng khí huyết. Số ít những tu sĩ có thiên phú xuất sắc, Luồng khí huyết tu luyện được mỗi lần đầy đặn hơn luồng khí huyết của tu sĩ bình thường rất nhiều, có những thiên tài được môn phái chọn lọc kỹ càng, thậm chí chỉ cần khoảng 170 luồng khí huyết là có thể mở khai tâm khiếu. Cũng có một vài tu sĩ có thiên phú xuất sắc khác, mỗi ngày luyện được số khí huyết nhiều hơn người khác, những người này cũng có thể mở khai tâm khiếu sớm hơn. Hai loại thiên phú này chỉ khác nhau là thiên phú về chất lượng hay thiên phú về số lượng, dù là loại thiên phú nào thì cũng là hạng thiên tài mà các môn phái khát khao giờ tống thư hàng mới tích lũy được bốn luồng khí huyết cách tiêu chuẩn mở khai tâm khiếu còn có một chặng giường dài sau khi nghỉ ngơi hắn lấy từ túi áo một cái bình nhỏ rồi đổ ra một viên khí huyết đan mùi thuốc thoang thoảng xộc vào cánh mũi những khí huyết đan lấy được từ đàn chủ là loại khí huyết đan mà dược sư cũng phải xếp vào thứ hạng hợp lệ chất lượng tốt hơn loại kém nhất rất nhiều mỗi viên có thể sử dụng vài lần lấy khí huyết đan rồi hắn ngậm nó vào miệng nhưng không nuốt vào, chỉ dùng nước miếng để hòa tan khí huyết đan, khiến nước thuốc chảy vào bụng. Với chất lượng của những khiên khí huyết đan này, nếu Tống thư hàng nuốt thẳng thì có chút lãng phí. Bởi nếu đã nuốt vào rồi, thì dù viên khí huyết đan đó có chất lượng tốt thế nào, cũng chỉ hồi phục trạng thái thân thể được một lần, những khí huyết thừa ra đều bay đi mất, quá lãng phí. Còn nếu ngậm khí huyết đan vào miệng, thì khi trạng thái thân thể đã hồi phục rồi, có thể nhả nó ra, đan dược không được dùng hết trong một lần, chỉ cần được sử dụng xong trong vòng 3 ngày thì dược hiệu không hề bị ảnh hưởng. Đây cũng là một phương pháp cùng dạng với tích cốc hoàn. Chừng 17 phút sau, Tống Thư Hàng nhả ra viên khí huyết đan còn chưa hòa tan một nửa, tinh khí trên cơ thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. 17 phút hồi phục một lần tinh khí, trung bình cứ 24 phút là có thể tu luyện lại, kim cương trụ cột quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh một lần. Bỏ đi thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh, thì nếu một ngày mình tu luyện chừng 12, 13 tiếng là có thể tu luyện được khoảng 18 luồng khí huyết. Nếu có đủ khí huyết đan và tu luyện ngày đêm, thì chỉ cần nửa tháng, hắn có thể hoàn thành 100 ngày cơ bản. So nửa tháng với trăm ngày, thì rõ ràng là thời gian đã được rút ngắn tới 6 lần. Tài lữ phúc địa, bảo sao chứ tài lại được đặt trước tiên. Nếu mình không tính thời gian đi học và giao lưu với bạn bè, thì mỗi ngày ít nhất cũng chừa ra được trên 6 tiếng để tu luyện. Nếu có đủ khí huyết đan để dùng, thì chừng một tháng, hơn một tháng là có thể hoàn thành cơ bản. Nghĩ đến đó, Thư Hàng lại thấy hưng phấn. Nhưng rồi, hắn lại thở dài, trong tay hắn chỉ có hai bình khí huyết đan, tổng cộng là 26 viên. Dù chất lượng tốt, nhưng mỗi viên chỉ dùng được khoảng 3 lần, dù mỗi ngày hắn chỉ tu luyện 5, 6 tiếng, thì lượng thuốc này chỉ duy trì được khoảng 8, 9 ngày là cùng. Ít quá, khi chưa có được khí huyết đan lòng hắn như hồ nước lặng không có một tia hy vọng nào cho thứ thuốc này nhưng giờ đã có khí huyết đan rồi nếm được ngon ngọt từ lợi ích của nó rồi thì lòng khao khát mà hắn dành cho nó không tài nào ngừng nổi chỉ còn mỗi nhiệm vụ về bạch chân quân phải mau chóng chuẩn bị xe cộ sau đó tiếp đãi bạch chân quân vừa xuất quan khi ấy không chừng có thể lấy được thêm ít khí huyết đan từ vị tiền bối ấy hơn nữa trong tuần này mình có thể thường xuyên ló đầu trong nhóm chat, không biết chừng còn có thể nhận được nhiệm vụ từ vị tiền bối nào. Biết đâu, mình có thể hoàn thành 100 ngày cơ bản trong vòng một tháng thật. Nghĩ thế thôi mà đã đấy hừng hực khí thế rồi. Quyền pháp căn bản nhất. Quyền pháp căn bản nhị. Dưới cái suy nghĩ vui vẻ và lạc quan này, lúc luyện, kim cương trụ cột quyền pháp, quyền nào quyền nấy đều khí thế ngút trời, khí phách ngùn ngụt. Khi đánh đến quyền pháp căn bản thất, toàn thân thư hàng đều hòa vào thế giới quyền pháp, tâm tùy quyền động, quyền tùy ý động. Hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, trong mắt chỉ có mình và kim cương trụ cột quyền pháp. Dầm, từng quyền phóng ra, không khí đều như bùng nổ. Quyền phong gào thét, quyền chưa đến mà quyền áp đã tới. Tu luyện xong, kim cương trụ cột quyền pháp, liền đến, chân ngã minh tưởng kinh, khiến khí huyết lưu trữ trong tâm khiếu. Luồng khí huyết thứ năm, đã xong. Nghỉ ngơi một chóc, rồi lại nhét miếng khí huyết đan ban nãy vào miệng để hồi phục tinh khí sau đó là có thể tiếp tục vòng tu luyện mới quá tuyệt vời cảm giác này giống như là lúc đi làm một phó bản vô cùng quan trọng trong game thu phí người chơi thường mỗi ngày chỉ vào được một lần mà người chơi dùng đô la thần trưởng thì có thể dùng cách trả tiền để liên lục vào lại phí bản để điên cuồng kiếm vật phẩm trong đó kiếm đến khi tay mềm oạt mới thôi đối tu sĩ ở cảnh giới khai tâm khiếu thì, khí huyết đan chính là giấy thông hành được được đưa đi đưa lại để vào phó bản. Thời gian loáng một cái mà đã trôi qua. Chớp mắt đã tới 5 giờ chiều. Ngày thứ hai của Đại hội Thể dục Thể thao sắp kết thúc. Phụ huynh đến xem Đại hội Thể dục Thể thao dần tản ra, có người cùng con đi ăn tối, có người lại một mình dạo quanh trường Đại học Giang Nam. Sô xếp thuộc nhóm người sau, từ hồi trưa, hắn đã bị cô con gái bé bỏng bỏ rơi đầy vô tình, nên đành một thân một mình dạo quanh Đại học Giang Nam. Mình vất vả lắm mới xin nghỉ phép được để mà bay từ nước ngoài về hoa hạ để thăm con yêu mà. Cứ dạo quanh dạo quanh như thế, không biết từ lúc nào, hắn đã đặt chân tới cạnh một tòa nhà bị bỏ hoang. Joseph đi cũng mệt, thấy nơi này yên tĩnh bèn định nghỉ chân một lát. Lúc ấy, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ quái vang lên từ trong tòa nhà. Joseph là người có tính tò mò rất cao, từ bé đã thích những bộ phim võ hiệp của Hoa Hạ, thích võ công cao cường của nhân vật chính và những cuộc mạo hiểm của họ, còn vô cùng thích cái cảnh nhân vật chính rơi xuống vực rồi nhận được kỳ ngộ. Sau khi lặng lẽ bò lên tòa nhà bị bỏ hoang, hắn được thấy khung cảnh mà mình mơ ước đã lâu. Một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng luyện quyền trong tòa nhà rộng lớn. Mồ hôi trên người cậu tuôn ra như mưa, cậu ấy không hề nhận thấy được sự có mặt của mình. Dường như, trong thế giới của cậu, chỉ có bản thân cậu và bộ quyền pháp thần kỳ đó. Đúng vậy, bộ quyền pháp thần kỳ. Khi nắm đấm không quá cuồn cuộn ấy đánh ra, từ không khí rõ ràng vang lên tiếng vỡ tung. Bùm bùm bùm, từng quyền đều mang theo sức mạnh thừa sức đập tan bi đá. Bước chân của thiếu niên cũng vô cùng tinh diệu, từ trên người thiếu niên, có thể cảm nhận được hai thuộc tính trái ngược là nhẹ nhàng và nặng nề, thế nhưng hai thuộc tính ấy là hòa vào nhau đến hoàn hảo khi nhảy lên thì nhẹ như chim yến, khi tấn công thì nặng như hòn núi. Ôi chao, Chinese Kung Fu, Joseph thầm cảm thán. chương 105, tuyệt học võ lâm. Joseph chắp tay lại tạo dáng cầu nguyện, cảm ơn Thượng Đế, con đã được thỏa ước mong rồi. Hơn 30 năm trước, hồi còn trẻ, hắn rất mê xem phim võ hiệp. Sau đó, hắn không ngừng nguyện cầu, chỉ mong Thượng Đế cho mình một cơ hội, để mình có thể biết được công phu chân chính của Trung Quốc là thế nào, đạp tuyết vô ngân, rồi thì tung trưởng ra là có rồng và bay lượn gì đó, để có thể mở mang tầm mắt. Ước nguyện ấy, hắn đã cầu nguyện hơn 10 năm. Hơn 10 năm, ngày nào cũng cầu xin như vậy, đêm ngủ còn mơ mình rơi xuống vách núi, kiếm được thần công, hoặc là vào núi thám hiểu thì gặp được một ông lão đầu tóc bạc phơ, truyền cho trăm năm công lực, rồi đủ các kiểu mơ mộng kỳ quái. Tiếc rằng thượng đế bận quá, nên không thèm để ý đến mong muốn nhỏ nhoi của hắn. Giờ, khi 20 năm đã trôi qua, con gái hắn đã trở thành một cô nàng xinh đẹp. Hắn từng suýt quên mất ước mơ năm ấy. Chính lúc này, Thượng Đế lại nhớ ra cái ước mơ mà hắn từng cầu nguyện suốt 10 năm ấy. Joseph không cắt ngang Tống Thư Hàng, bởi trong mấy bộ phim võ hiệp từng nhắc rằng quấy dày người khác luyện công là chuyện rất không lễ phép. Vậy nên, hắn chỉ yên lặng ngồi bên, nhìn Tống Thư Hàng đánh xong cả bộ quyền pháp. Thực ra, khi kẻ ngoại đạo kia vừa đi vào trong tòa nhà, Tống Thư Hàng đã phát hiện hắn. Nhưng giờ, kim cương trụ cột quyền pháp của hắn đã đánh đánh đến đoạn kết, nếu dừng tay thì lần tu luyện này coi như công cốc, dược hiệu của khí huyết đan sẽ bị lãng phí. Dù sao thì cũng không lo bộ quyền này bị trộm mất, chỉ cần kẻ nọ không lấy điện thoại ra quay chụp thì cứ nhịn chút đi. Từ trưa cho đến giờ, hắn đã dùng miếng khí huyết đan thứ hai, đây là lần tu luyện, kim cương trụ cột quyền pháp, thứ bảy, hiệu quả rất rõ rệt. Ừm, Quãng thời gian giãn cách giữa các lần dùng khí huyết đan để tu luyện dài hơn hắn ước tính một chút. Sau khi đánh xong hai chiêu cuối cùng, hắn ngồi xuống để luyện, chân ngã minh tưởng kinh. Không ngờ là mình trốn vào cái tòa nhà bỏ hoang heo hút này rồi mà vẫn bị phát hiện. Xem chừng sau này phải đổi địa điểm tu luyện thôi. Sau khi cất khí huyết vào tâm khiếu, hoàn thành chu trình tu luyện, thư hàng từ từ mở ra mắt. Vừa mở mắt hắn liền thấy kẻ ngoại đạo cao to kia đang vác theo vẻ mặt nịnh ngọt, ngồi xổm cách mình không xa. Thư hàng cảm thấy ngứa tay ngứa chân quá, chỉ muốn tung một cú đấm qua. Đại sư, ngài luyện công xong rồi sao? Kẻ ngoại đạo mang dáng xun xoe, dùng cái tiếng trung sượng sượng để chào hỏi. Khóe miệng tống thư hàng run lên, phất tay. Chào ngươi. Đại sư, tôi có thể theo ngài học Chinese Kung Fu. Công phu của Trung Quốc sao? Nét mặt kẻ ngoại đạo ngập tràn mong đợi, còn tạo dáng cái dáng kinh điển của Hoàng Phi Hồng trong phim Võ Hiệp. Công Phi Trung Quốc, ấy chính là ước mơ từ bé đến lớn của hắn, múa xong thiết côn vun vút. Lại còn vượt nóc băng tường. Tống Thư Hàng dây dây huyệt Thái Dương, hắn cũng chỉ là kẻ gà mờ thôi, làm gì có tài đức mà dạy người khác. Hơn nữa, hắn không có bản quyền của bộ kim cương trụ cột quyền Pháp mà mình đang luyện, đến bố mình mà cũng không được phép truyền dạy cho, thì sao có thể dạy một kẻ ngoại đạo được. Hắn tiện mồm nói một cái cớ. "Xin lỗi, công phu của gia tộc ta không được truyền ra ngoài. Tôi có thể bái sư, nếu không được thì nhập gia phả cũng không sao." Quy củ bên chung, tôi hiểu, một chút, kẻ ngoại đạo cố gắng lấy lòng để có thể học công phu, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. "Chú muốn vào gia phả nhà tôi, nhưng mà tôi lại không muốn này." Tống thư hàng thở dài. "Xin lỗi, tôi không có tư cách nhận đồ đệ." ngài có thể nhận tôi làm đệ tử ký danh, sau đó dạy tôi một chút, một chút chút chi đó. Thế nào, kẻ ngoại đạo vẫn bám dịt không chịu bỏ cuộc. Xin lỗi, dù là đệ tử ký danh, thì tôi cũng không có tư cách để nhận. Tống Thư Hàng từ chối dứt khoát. Nhưng kẻ ngoại đạo vẫn nhất quyết đeo đẳng. Công phu của Trung Quốc nha, công phu chân chính của Trung Quốc đá nha, đấm vào không khí, không khí sẽ nổ bùm 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 đó nha. Sao có thể bỏ qua chứ, ấy là giấc mộng võ hiệp Trung Hoa từ nhỏ đến lớn của mình. Đây là một trung niên ngoại quốc bị võ hiệp Trung Hoa tiêm nhiễm nặng. Hắn vận dụng đến tột cùng cái khả năng quấn dịt lấy người khác, hôm nay, nhất định phải học được thứ gì đó từ vị đại sư này, dù là thứ vụn vặt nhỏ nhặt gì cũng được. Nhất định phải học được gì đấy, nếu không hắn sẽ nuối tiếc cả đời. Thư hàng thực không ngờ rằng, đến cuối, mình vẫn phải nhận cái vị tên là Joseph G. Maupassant này làm đệ tử danh nghĩa hôm nay, Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng được trải nghiệm sự đáng sợ của bám giết không thôi. Nếu kẻ nọ là một cô nàng xinh đẹp thì cũng được thôi, nhưng đây lại là một ông chú trung niên nha, hơn nữa còn chẳng đẹp gì. Cuối cùng, Tống Thư Hàng liền nghiêm túc dạy cho Joseph một bộ tuyệt học võ lâm, thời đại đang vẫy gọi. Tên này, chắc nhiều người không thấy quen tai, nhưng nó còn có một cách gọi khác. Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, các học sinh trung học của Hoa Hạ vẫn thường gọi nó là bài tập thể dục theo đài số 2. Mỗi sớm đến trường, khi tiếng radio vang lên, các bé học sinh tiểu học dù là trời đông giá hết hay trời hè nóng nực, đều phải đi khỏi phòng học, tới sân thể dục xếp hàng, sau đó nghe hiệu lệnh của radio để tập. Nói ra thì, cái bài tập thể dục theo đài này cũng có tí hơi hướng võ thuật thật. 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 được rồi, lại nào, nghe theo nhịp, phải đúng tiết tấu, tư thế phải chuẩn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tống Thư Hàng miệng hô nhịp, sau đó làm mẫu cái bài tập, thời đại đang vẫy gọi, một cách vô cùng chuẩn chỉ. Joseph như nhặt được trí bảo, bắt trước theo Tống Thư Hàng, tập thật chuẩn từ đầu đến cuối. Tư duy nhận thức của hắn không tệ, học hai lượt là cũng đã ra dáng rồi. Bộ việc học này chính là trụ cột pháp môn, người về phải tu luyện ngày đêm, luyện đến khi nào cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng khí ấm áp thì tức là đã nhập môn rồi. Tống Thư Hàng bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò, đệ tử, như vậy. Bài tập thể dục theo này đài này khá là hữu ích, dù tập theo không khiến người ta thành cao thủ võ lâm, nhưng để giúp cơ thể khỏe mạnh thì thừa sức. Vâng, thưa sư phụ, con nhất định sẽ dành thời gian để luyện 30 lần mỗi ngày. Hai mắt Joseph sáng ngời, hắn lớn giọng bảo. Ba, 30 lần, Đúng là một kẻ có nghị lực. Khụ khụ, Tống thư hàng nhịn không được, hắn giọng một cái rồi vỗ vỗ vai của đệ tử, cố gắng tu luyện, vi sư đặt niềm tin ở con. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng, nghênh ngang rời khỏi tòa nhà bị bỏ hoang, rất có khí thế của bậc tông sư. Joseph đứng sau gật đầu lia lịa, ánh mắt ngập tràn sự hưng phấn. Liệu có ngày mình sẽ được như sư phụ sao, khi tung đấm, không khí sẽ nổ vang trời sao? Mong đến ngày đó quá. À, gào gào gào, cảm thấy nhiệt huyết đang dâng lên cuồn cuộn. Lại tập nữa thôi, 1-2-3-4-5-6-7-8, 2 2 3 4 5 sao 7 8 Joseph nghiêm túc tu luyện bộ, tuyệt học võ lâm, này lần nữa, lòng mơ đến ngày trở thành tuyệt thế cao thủ. Tương lai thật sán lạn. Tiếc rằng, hắn như người ốp mình vào thủy tinh, nhìn thấy tương lai sán lạn, nhưng không thể đi ra chạm vào nó. Sau khi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, Tống Thư Hàng lặng lẽ lau mồ hôi cũng từng gặp mấy người hay đeo đắng rồi, mà chưa gặp ai đeo đắng đến chừng thế. May mà hồi nhỏ mình chăm chỉ tập theo bài thể dục theo đài, nếu không thì đúng là chẳng có gì mà dạy. Ha, tiểu thư hàng, không ngờ cũng có lúc người xấu bụng thật đấy. Bây giờ, Giang Tử Yên bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện bên Tống Thư Hàng, cô nở nụ cười gian trá. Tử Yên cô nương, sao cô lại ở đây? Tống Thư Hàng nhận ra dù tinh thần lực của mình luôn duy trì trạng thái cảnh giác thì vẫn không thể phát hiện sự tiếp cận của giang tử yên tiền bối nào cũng là người sâu không lường được hi hi ta đưa hộ dược sư thứ này cho ngươi dược sư có việc đột xuất rất quan trọng phải đi ra ngoài chắc mấy ngày sau mới về nên ngươi có thể nghỉ ngơi vài ngày giang tử yên lấy ra một cây quạt sắt đưa cho tống thư hàng đây là thứ gì thế tống thư hàng đón lấy cây quạt ghê thật nặng trịch audio điện tử võ tấn bền hết chương 105